Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 106, lãng phí đao khí của ta. 500.000. Đùa à, có bán hắn cũng không mua nổi. Cửu công cháu nhìn nhẫn không gian, sau đó nói, nếu muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Diệp Huyên dứt khoát lắc đầu. Cửu công chúa hơi bất ngờ, vì sao? Diệp Huyên nói, không ai cho không ai cái gì. Cửu công chúa nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, vào trong quân đoàn của ta, sau này ta bảo vệ ngươi. Diệp Huyên cười khổ, ta đã đồng ý với Lão Kỷ rồi, bây giờ ta là học viên của Học viện Thương Lan, làm người cần phải giữ chữ tín. Cửu công chúa gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu Diệp Huyên dứt khoát đồng ý với nàng thì chắc chắn nàng sẽ không muốn. Con người đúng là phải có thực lực, nhưng nhân phẩm cũng phải có. Diệp Huyên quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài động, khi nào chúng ta đi vào động phủ của kiếm chủ. Cửu công chúa nói, sáng ngày mai. Ngày mai là hạn cuối, những ai nên đến đều sẽ đến. Diệp Huyên nhìn cửu công chúa, cô rất mạnh. Cửu công chúa nhẹ giọng nói, đó là vì ngươi chưa từng gặp nhiều thiên tài và yêu nghiệt hơn, Khương Quốc rất nhỏ, Thanh Châu rất lớn, đợi ngày mai, ngươi sẽ phát hiện thế giới này có rất nhiều người ưu tú. Cái này vẫn chưa là gì, đáng sợ nhất là những người ưu tú kia còn cực kỳ cố gắng. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt cửu công chúa, cô và An cô nương đều rất xuất sắc. Cửu công chúa xé một cái đùi gà ném cho Diệp Huyên, dù Tiểu An sinh ra ở Khương Quốc, nhưng lai lịch của nàng ta không tầm thường, làm bạn với nàng ta sẽ rất áp lực, nếu còn có suy nghĩ khác thì áp lực sẽ càng lớn hơn cả trời. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cửu công chúa hơi cong môi, tính cách này của ngươi, ta thích. Nói xong. Nàng nằm lên vách ở bên cạnh, ăn xong thì ngủ đi, sáng mai vào núi giết người. Diệp Huyên. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Diệp Huyên và cửu công chúa đã ra khỏi hang núi, đi thẳng vào sâu trong núi lớn. Hai người đi tới trước một ngọn núi lớn, chỗ sườn núi có một cái cửa động khổng lồ, xung quanh cửa động có kiếm quang bao phủ. Đó là lối vào sao? Diệp Huyên hỏi. Cửu công chúa gật đầu, những nhân vật lớn kia cưỡng chế phá mở một lối vào, nghe nói lúc phá mở đã có hai cao thủ thông u cảnh bỏ mạng. Cho nên lát nữa sau khi đi vào, ngoài việc đề phòng người còn phải đề phòng những tồn tại không thể đoán trước bên trong nữa. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hai người bước nhanh hơn, mà đúng lúc này, một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Huyên thầm rùng mình, tốc độ của người này không thua Mạc Vân Khởi là bao. Quả nhiên những người đi đến đây không có ai là đơn giản cả. Lúc người đàn ông lướt qua hai người, gã đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyên và cửu công chúa, cười khẩy, sau đó làm một động tác cắt cổ. Diệp Huyên. Nam tử áo đen cũng không dừng lại, mà tăng tốc biến mất ở phía xa như một làn khói. Diệp Huyên đang muốn lên tiếng. À. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó... Một cái đầu máu chảy đầm đìa lăn đến trước mặt cửu công chúa và Diệp Huyên. Nhìn thấy cái đầu này, Diệp Huyên sửng sốt, vì cái đầu máu chảy đầm đìa này là của nam tử mặc áo đen khi nãy. Cứ thế chết rồi. Cửu công chúa bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tên này vừa thấy đã biết là lần đầu tiên ra ngoài lăn lộn, nếu không phải thật sự lợi hại như Tiểu An thì tốt nhất là nên khiêm tốn một chút. Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, ta sẽ khiêm tốn. Cửu công chúa đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, khiêm tốn cái gì? Lúc nên khiêm tốn thì khiêm tốn, lúc nên kiêu căng thì kiêu căng, nếu không người khác còn tưởng ngươi dễ ức hiếp. Dứt lời, nàng đột nhiên rút kim đao bên hông ra chém về phía xa. Vụt! Một tia đao quang màu vàng lóe lên, cây đại thụ cách đó mấy chục trượng nổ tung, cùng lúc đó, một bóng người bị chấn động bay ra xa mấy chục mét. Cửu công chúa lạnh lùng nhìn bóng người phía xa, cút! Bóng người kia không nói một lời, người khẽ run, lập tức bỏ chạy. Cửu công chúa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xung quanh, đám cặn bã không cần phải xuất hiện, lãng phí đao khí của ta. Diệp Huyên. Cửu công chúa quay đầu nhìn hắn, đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc đã đi tới lối vào, mà trước lối vào có một nam tử tóc dài ngồi đó, tóc nam tử rất dài, còn dài hơn cả nữ tử, nửa bên mặt của gã ta bị mái tóc dài che khuất. Nam tử cầm một thanh đao đỏ như máu, dưới chân gã ta còn có mấy cái đầu máu chảy đầm đìa. Lúc này, nam tử tóc dài ngẩng đầu nhìn cửu công chúa và Diệp Huyên, nhếch miệng cười, trong miệng là hàm răng vàng, nụ cười khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
Ngoài ra, vẻ ngoài của nam tử này cũng rất xấu xí, như từng bị lửa thiêu. Nam tử tóc dài đột nhiên cầm trường đao giẫm nhẹ xuống đất, khàn giọng nói, 100 linh thạch thượng phẩm, phí qua đường. Cửu công chúa nhìn nam tử tóc dài, xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng khiến ta buồn nôn là lỗi của ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, đánh chết gã ta. Diệp Huyên. Chương 107, người xấu như vậy, không xứng sống sót. Diệp Huyên còn chưa ra tay, nam tử tóc dài cách đó không xa đột nhiên vung đao sải bước, chém về phía Diệp Huyên. Một đao này vô cùng dứt khoát, cực kỳ bá đạo. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lẽo, lúc này, hắn không hề nương tay, chiến ý trong cơ thể tràn vào cánh tay phải như thủy triều, cùng lúc đó, tay phải của hắn siết thành nắm đấm. Ầm. Lúc nắm lại, lực đấm vô hình đột nhiên lan tràn ra từ trong nắm đấm của hắn, lực đấm này cứng rắn chống lại khí thế bá đạo của nam tử tóc dài. Nam tử tóc dài híp hai mắt lại, ánh mắt hơi nặng nề. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giẫm chân phải một cái. Ầm. Mặt đất thoáng chốc nổ tung. Diệp Huyên bay ra tựa như mũi tên rời cung. Oành. Một tiếng nổ chói tai đột nhiên vang lên, sau đó, Diệp Huyên và nam tử tóc dài liên tục lùi về sau. Nhưng Diệp Huyên nhanh chóng dừng lại, mà vào lúc hắn dừng lại, nam tử tóc dài cũng cắm hai dao xuống đất, mượn sức mạnh của nó ép mình dừng lại. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục ra tay thì đúng lúc này, nam tử tóc dài ở phía xa đột nhiên nói các ngươi vào đi. Rất rõ ràng gã ta phát hiện hai người trước mắt là kẻ khó chơi, không muốn liều mạng nữa. Nghe thấy lời của nam tử tóc dài, Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía cửu công chúa, nhưng lúc hắn nhìn sang, cửu công chúa đã không còn ở vị trí cũ. Diệp Huyên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía nam tử tóc dài, lúc này cửu công chúa đã ở trước mặt gã ta. Xẹt xẹt xẹt. Cửu công chúa liên tục rút kim đao bên hông ba lần. Mỗi một đao đều tạo thành một tiếng vang chói tai. Mà vào lúc đao thứ ba chém xuống, xung quanh trở nên yên tĩnh. Cửu công chúa cất đao, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người xấu như vậy, không xứng sống sót. Dứt lời, nàng xoay người đi đến lối vào cách đó không xa. Diệp Huyên nhìn nam tử tóc dài, chỉ chớp mắt một cái, cơ thể gã ta đã chia năm xẻ bảy, máu tươi vung vãi theo ngũ tạng. Diệp Huyên lắc đầu, lão huynh, kiếp sau phải đẹp trai một chút nhé. Nói xong, hắn lục lọi thi thể rồi vội vã đi theo. Thu hoạch không nhỏ. Bây giờ hắn có 50 viên linh thạch thượng phẩm, 400 kim tệ. Rõ ràng là trước đó nam tử tóc dài này cướp được không ít. Nhìn cái túi căng phồng bên hông mình, Diệp Huyên thầm thở dài, cách phát tài nhanh nhất rõ ràng là đánh cướp. Hắn phát hiện hình như mình hơi thích cảm giác đánh cướp này. Sau khi hai người bước vào lối vào hang động, bên trong có rất nhiều con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Thấy cảnh này, cửu công chúa cau mày. Mà đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, vì hắn phát hiện kiếm linh tiêu trong người mình lại bắt đầu run rẩy. Cửu công chúa dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, sao thế? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhìn về phía một con đường nhỏ trong đó, đi từ đây. Cảm nhận. Hắn cảm nhận được kiếm linh tiêu như đang chỉ dẫn cái gì cho mình. Cửu công chúa nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó hỏi, chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu. Cửu công chúa cũng gật đầu, vậy thì đi thôi. Diệp Huyên tin tưởng nàng là vì An Lan Tú. Mà nàng cũng có chút tin tưởng Diệp Huyên, ngoài việc lúc trước Diệp Huyên một mình chống lại quân đường còn đa phần cũng là vì An Lan Tú. Người An Lan Tú nhìn chúng chắc chắn không có vấn đề về nhân phẩm. Hai người đi về phía một con đường nhỏ trong đó, càng đi xuống, vẻ mặt Diệp Huyên càng trở nên nặng nề. Vì hắn đã gặp mấy cái xác ở trên đường. Đều chết rất thê thảm. Như cửu công chúa nói, cơ duyên không phải tìm được, mà là cướp được. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyên phát hiện bọn họ đã ở trong lòng đất dưới ngọn núi rồi. Chắc chắn không đi nhầm chứ, cửu công chúa hỏi. Diệp Huyên gật đầu, đi xuống thôi. Kiếm linh tiêu trong người đang cho hắn cảm giác là phải đi xuống. Cửu công chúa gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi xuống theo Diệp Huyên. Đi khoảng nửa canh giờ, hai người dừng lại, trước mặt bọn họ là một vách núi. Không có đường. Cửu công cháu nhìn về phía Diệp Huyên, hắn đi tới trước vách núi đấm ra một quyền. Ầm. Vách núi kia lập tức bị hắn đấm ra một lỗ thủng khổng lồ, bên ngoài lỗ thủng có một không gian khác.
cựu công chúa đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng tập trung nhìn ra ngoài lỗ thủng, có thể mơ hồ nhìn thấy một cung điện dưới lòng đất, mà bên trên cung điện có một thanh kiếm màu đen treo lơ lửng. Cựu công chúa quay đầu nhìn Diệp Huyên, sao ngươi biết vị trí thật sự của kiếm chủ là ở đây? Diệp Huyên cười khổ, hắn lấy kiếm linh tiêu ra, thanh kiếm này nói với ta. Cựu công chúa nhìn kiếm linh tiêu, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, ngươi bị ngốc à? Ta hỏi ngươi thì ngươi nói luôn hả? Nói xong, nàng vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, sau này cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người đi về phía cung điện. Diệp Huyên hơi cạn lời, đương nhiên hắn biết phải cẩn thận, nhưng cựu công chúa trước mặt là bạn thân của An Lan Tú, hơn nữa ở chung với nàng, hắn cũng cảm thấy cựu công chúa này là người có thể kết bạn, vì vậy mới không chút kiêng dè. Kết bạn, quý ở chỗ chân thành. Không kết bạn thì thôi. Nếu kết bạn rồi thì Diệp Huyên hắn nhất định phải chân thành, đây là nguyên tắc làm người của hắn. Hai người xuyên qua lỗ thủng đi tới trước cung điện không lớn lắm, dù xung quanh có u quang không biết tên chiếu sáng, nhưng lại khiến cung điện càng trở nên âm u đáng sợ hơn. Chương 108, An Quốc Sĩ kia không đến à? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đen phía trên cung điện, kiếm dài hơn 3 mét, đen nhánh như làm từ mực, nhưng mũi kiếm lại đỏ như máu, tựa như chu sa vậy. Thanh kiếm cứ lơ lửng bên trên cung điện như thế. Nhìn thanh kiếm này, ánh mắt Diệp Huyên lập tức trở nên nóng bỏng. Trực giác nói với hắn cấp bậc của thanh kiếm này không thấp. Lúc này, cựu công chúa đi về phía cửa lớn của cung điện, Diệp Huyên giữ tay nàng lại, cựu công chúa nhìn về phía Diệp Huyên, hắn lắc đầu rồi buông tay ra, hắn ngẩng đầu nhìn cửa lớn của cung điện, cau mày, trực giác nói với hắn là có nguy hiểm. Đúng lúc này, Diệp Huyên và cựu công chúa đều quay đầu. Bên phải bọn họ có một nam một nữ đang đi về phía cung điện, nam mặc trường bào màu trắng, còn nữ thì mặc váy dài màu đen trắng, khí chất đều không tầm thường. Hai người nhìn Diệp Huyên và cựu công chúa, không nói gì. Ha ha! Lúc này, có tiếng cười đột nhiên vọng đến, chỉ chốc lát, một tàn ảnh xuất hiện, ngay sau đó, trên thềm đá phía trước cửa cung điện xuất hiện một nam tử mặc trường bào rộng rãi màu đen, hai tay giấu trong tay áo. Trên mặt lộ một nụ cười xấu xa. Cộp cộp. Có tiếp bước chân vang lên. Mọi người nhìn lại theo tiếng bước chân, một nữ tử chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Nữ tử mặc váy dài màu mây dài chấm đất, dáng người uyển chuyển thon dài, eo nhỏ buộc dây lưng màu trắng càng lộ rõ dáng người tinh thế. Ngũ quan của nữ tử cũng cực kỳ tinh xảo, mỗi một chỗ đều như trời cao điêu khắc tỉ mỉ. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp này lại hơi lạnh lùng, không chứa đựng chút tình cảm nào. Chẳng khác gì một tảng băng vạn năm, khiến người ta nhìn thấy sợ. Là ngươi. Cửu công chúa bên cạnh Diệp Huyên cau mày. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cửu công chúa, hỏi, ai vậy? Cửu công chúa nhẹ giọng nói, một trong hai thiên tài của Học viện Thương Mộc Bắc Thần. Học viện Thương Mộc. Diệp Huyên quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử tên Bắc Thần, có khi nào ta sẽ thẳng thừng ra tay với mình không? Dù hắn không sợ, nhưng với hắn... Đánh nhau vào lúc này chỉ có hại chứ không có lợi. Trong ánh nhìn của mọi người, Bắc Thần đi tới một bên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, không nói một câu. Nhưng ngay sau đó nàng lại mở mắt ra, nhìn ra sau Diệp Huyên và cửu công chúa. Diệp Huyên và cửu công chúa xoay người, thấy một nam tử đâm đầu tới, nam tử này có mái tóc rối như ổ gà, ăn mặc cũng rất đơn giản, chỉ là một cái áo vải, hơn nữa còn rách mấy lỗ, đeo một cây búa sắt màu đen ở sau lưng. Thấy nam tử này, sắc mặt mọi người xung quanh đều trở nên nặng nề. Ánh mắt của cửu công chúa cũng trở nên khá nghiêm túc. Nam tử nhìn mọi người xung quanh, sau đó cũng đi tới một bên, không nói gì. Bầu không khí trở nên hơi nặng nề. Đúng lúc này, nam tử mặc trường bào đen trên thềm đá đột nhiên nhìn sang cửu công chúa, chắc hẳn đây là cửu công chúa danh tiếng lẫy lừng của Khương Quốc. Cửu công chúa nhẹ giọng nói, có gì muốn nói? Nam tử cười hì hì, không dám, nghe nói cửu công chúa là bạn thân của thiên tài số một Khương Quốc An Lan Tú, sao vậy, An Quốc Sĩ kia không đến à? An Quốc Sĩ? Nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt những người xung quanh đều có chút thay đổi. Dù là nam tử mặc áo vải cũng quay đầu nhìn cửu công chúa. Danh tiếng của An Lan Tú không chỉ vang vọng ở mỗi Khương Quốc, còn nổi tiếng ở các nước khác, không chỉ ở các nước, một vài thế lực trên núi cũng từng nghe đến tên tuổi của nàng ấy. Cửu công chúa chớp mắt, sao ngươi biết nàng ấy không đến? Nghe thấy lời của cửu công chúa, nam tử mặc trường bào đen dần nhếch môi,
nở nụ cười xấu xa, đến rồi thì tốt, cũng tiện để ta xem thử rốt cuộc An Quốc sĩ nổi tiếng có phải danh xứng với thực không, hay là có tiếng mà không có miếng. Nàng sẽ đánh chết ngươi. Cửu công chúa nhẹ giọng nói, ngươi và nàng, không cùng đẳng cấp. Cửu công chúa là bạn thân của An Lan Tú, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của An Lan Tú hơn nàng. Nàng ấy là người có thể khiến thiên tài yêu nghiệt phải tuyệt vọng. Nam tử áo bào đen cười cười, vậy sao? Thế thì ta càng mong chờ hơn rồi đấy. Cửu công chúa không quan tâm đến gã nữa, nàng nhìn tất cả mọi người, nói, nếu đã không có ai dẫn đầu vậy thì để ta. Mọi người đều đã đến nơi chứa đựng chân thân của kiếm chủ nhưng lại không ai dám đi vào trước, có lẽ mọi người đều đã cảm nhận được nguy hiểm. Còn kéo dài thêm nữa, mọi người kiêng dè lẫn nhau sẽ không ai chiếm được lợi ích cả. Ta có một đề nghị, mọi người hợp tác với nhau trước, còn lúc nào kết thúc hợp tác thì ta tin mọi người đều sẽ biết, mọi người cảm thấy thế nào. Sau một thoáng im lặng, mọi người gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Cửu công chúa ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn của cung điện, ai lên trước? Nam tử mặc trường bào đen trên thềm đá cười hì hì, vậy cứ để ta dẫn đầu trước đi. Dứt lời, gã cong ngón tay búng một cái, có một thứ màu đen bắn mạnh ra từ đầu ngón tay. Ầm, cửa lớn của cung điện ầm ầm vỡ nát. Những người xung quanh đều mang vẻ mặt đề phòng như sắp gặp phải kẻ thù lớn. Đúng lúc này, trong điện đột nhiên vang lên một giọng nói, ngươi đến rồi. Mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 109, nhát gan chết đói, to gan chết no. Ngươi đến rồi. Mọi người ngơ ngác, cực kỳ khó hiểu. Vào đi. Lúc này, giọng nói trong điện lại vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích. Vì không ai ngờ rằng trong điện này vẫn còn có người. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi vào bên trong, mọi người đều nhìn về phía hắn, còn cửu công chúa ở bên cạnh thì vội kéo hắn lại, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên ngây người, mình muốn làm gì? Không đúng. Là thanh kiếm linh tiêu này. Diệp Huyên sa sầm mặt, khi nãy, có một sức mạnh thần bí điều khiển hắn đi vào trong điện, mà sức mạnh thần bí đó chắc chắn đến từ kiếm linh tiêu. Kiếm linh tiêu này có liên quan gì với kiếm chủ trước mắt? Kiếm chủ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt tỉnh táo lại, không phải trong tháp giới ngục của hắn có một kiếm chủ đã chết sao? Chẳng lẽ có liên quan với kiếm chủ này? Đúng lúc này, nam tử mặc trường bào đen cách đó không xa đột nhiên nói, nhát gan chết đói, to gan chết no, ta vào trước. Nói xong, gã biến thành một làn khói đen tiến vào theo cơn gió. Nhìn thấy nam tử đi vào trước, người xung quanh cũng xông vào theo. Diệp Huyên và cửu công chúa cũng vội đi vào. Sau khi bước vào trong, mọi người đều kinh ngạc. Trong cung điện chất đầy những pho tượng nam tử bằng gỗ, nhìn một vòng chắc khoảng cả nghìn pho tượng, những pho tượng này đều có cùng một diện mạo, nhìn từ diện mạo có lẽ là một thiếu niên, mà bên hông pho tượng này đều có một thanh kiếm gỗ, khi thấy thanh kiếm gỗ này, Diệp Huyên sững sờ. Kiếm linh tiêu. Những thanh kiếm gỗ này giống hệt như kiếm linh tiêu, quan trọng nhất là trên thân thanh kiếm gỗ còn khắc hai chữ linh tiêu. Đây là cái quỷ gì vậy? Diệp Huyên ngơ ngác. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên quay đầu lại nhìn về một nơi cách đó không xa, trong góc tối, có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xổm điêu khắc hình nhân gỗ. Bà ngồi xổm dưới đất, váy dài mặc trên người đã không nhìn ra dáng vẻ ban đầu từ lâu, tóc của bà cũng rất dài, xóa thẳng xuống đất, mà mái tóc của bà bạc trắng. Bà cứ từng chút điêu khắc hình nhân gỗ trước mặt, rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc. Nhìn thấy người phụ nữ này, mọi người lập tức tỏ vẻ đề phòng. Đúng lúc này, người phụ nữ tóc dài đột nhiên cất lời, nếu đến tìm báu vật thì có thể đến nhà trúc nhỏ phía sau cung điện này, bên kia có một vài thứ chàng từng để lại. Nghe thấy lời của bà, mọi người nhìn nhau một cái, một giây sau, đám người nam tử mặc áo bào đen đi thẳng ra khỏi đại điện, cửu công chúa vốn dĩ cũng định rời đi, nhưng khi thấy Diệp Huyên không có ý muốn đi, nàng bèn dừng lại, không đi à. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ tóc dài, sau đó đáp, cô đi đi, ta có chuyện muốn hỏi. Cửu công chúa căn dặn, cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người đi ra khỏi đại điện. Võ ký bậc địa. Lúc cửu công chúa đi ra ngoài, phía sau cung điện vang lên tiếng kêu ngạc nhiên, sau đó, vô số tiếng đánh nhau vọng tới. Diệp Huyên không để ý đến bên ngoài, hắn đi tới trước mặt người phụ nữ tóc dài, bà dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, ngươi không phải chàng. Nói xong, bà lại tiếp tục khắc lên gỗ trước mặt.
Diệp Huyên mở tay phải ra, kiếm linh tiêu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Người phụ nữ tóc dài dừng lại. Một lát sau, bà lại khắc tiếp, chân kiếm đã biến mất rồi, chỉ còn lại một chút linh, chàng chết rồi sao? Diệp Huyên im lặng, lúc này, hắn đã chắc chắn kiếm chủ trong tầng đầu tiên của tháp giới ngục chính là người phụ nữ tóc dài này điêu khắc. Lúc này, kiếm linh tiêu đột nhiên khẽ run, sau đó tự bay đến trước mặt người phụ nữ. Tay của người phụ nữ tóc dài cứng đờ trong không trung, một lúc lâu sau đó, bà buông thứ để điêu khắc trong tay xuống, sau đó nắm chặt lấy kiếm linh tiêu, nhìn một hồi, bà chợt mỉm cười, nhưng lại mang theo hai hàng chất lỏng trong suốt rơi xuống kiếm linh tiêu. Diệp Huyên im lặng, không biết nên nói gì. Một lát sau, người phụ nữ tóc dài nhẹ giọng nói, thanh kiếm này, năm đó là do ta làm ra cho chàng. Diệp Huyên nhìn về phía người phụ nữ tóc dài, bà nhẹ nhàng vuốt ve kiếm linh tiêu, năm đó, chàng bảo ta ở đây đợi mình, chàng nhất định sẽ trở về, ta đợi mãi, đợi đến khi mái tóc đen biến thành màu bạc trắng, chàng vẫn không trở về cũng tốt, suy cho cùng còn có chút nhớ nhung, mà bây giờ, chút nhớ nhung này cũng mất rồi. Nói xong, bà quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là đệ tử của chàng sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, xem như là thế. Người phụ nữ chậm rãi đứng lên, bà sửa sang lại quần áo tóc tai của mình, sau đó nhìn Diệp Huyên, dù chàng cũng không cho ta danh phận gì, nói nghiêm chỉnh thì ta cũng không tính là thê tử của chàng, nhưng ngươi có thể gọi ta một tiếng sư nương không? Diệp Huyên im lặng chớp mắt, sau đó cúi người thật thấp, sư nương. Người phụ nữ tóc dài mỉm cười, nhưng lại rơi nước mắt. Bà sờ nhẹ lên gò má của Diệp Huyên, ngươi rất giống chàng năm đó, đều là thiếu niên phong độ, cũng đều là kiếm tu, sau này nếu thích ai cũng đừng nên phụ người ta. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, sư nương vất vả chờ đợi biết bao nhiêu năm có từng hối hận không? Bà lắc đầu cười khẽ, nếu trong lòng thật sự thích một người, cho dù sau khi trả giá tất cả vì chàng vẫn không có kết quả cũng sẽ không hối hận. Diệp Huyên im lặng. Người phụ nữ tóc dài nhìn những hình nhân gỗ kia, trong mắt có sóng to gió lớn, như nhớ đến chuyện trước đây, một lát sau, bà nhẹ nhàng vuốt ve một hình nhân gỗ trước mặt, thật ra ta biết có lẽ chàng đã quên mất ta rồi. Nếu không với thực lực của chàng, đi đến đâu ở thanh thương giới này cũng không cần đến hai canh giờ, nhưng không sao, ta nhớ chàng là được rồi. Nói xong, bà đột nhiên mở lòng bàn tay phải ra, một giây sau, thanh kiếm màu đen lơ lửng trên cung điện biến thành kiếm quang đi vào trong điện. Thanh kiếm vững vàng rơi vào lòng bàn tay của người phụ nữ. Chương 110, liều mạng thôi. Người phụ nữ tóc dài xoay người nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm này tên Linh U, vì ta không bồi dưỡng nên nó cũng từ chân kiếm hạ xuống thành linh kiếm. Kiếm này là một đôi với kiếm linh tiêu, hai thanh kiếm có thể dung hợp, cũng có thể tách ra. Nếu dung hợp, song kiếm hợp nhất thì có thể tăng lên một cấp bậc, cao nhất là lên được thiên kiếm trên chân kiếm. Thanh kiếm cần phải tự ôn dưỡng và không ngừng tăng thêm độ phù hợp của ngươi với chúng, sau này chúng nó có thể phát triển đến mức nào thì phải xem bản thân ngươi rồi. Nói xong, bà đưa kiếm linh u và kiếm linh tiêu cho Diệp Huyên. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó nhận lấy hai thanh kiếm, cầm nó, hắn lập tức cảm nhận được sự liên kết giữa hai thanh kiếm với nhau. Người phụ nữ tóc dài cười khẽ, đi đi. Diệp Huyên nhìn về phía bà, sư nương không đi ra ngoài cùng ta sao? Người phụ nữ lắc đầu, ta và chàng quen nhau ở đây, cũng nên kết thúc ở đây. Nói xong, bà sờ đầu Diệp Huyên, sau này nếu có người mình thích, chuyện đã đồng ý với người ta thì nhất định phải nhớ, đừng thất hứa đấy. Diệp Huyên không khuyên nữa, hắn cúi người chào người phụ nữ tóc dài, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Trong đại điện, người phụ nữ xoay người nhẹ nhàng ôm lấy hình nhân gỗ trước mặt, sau đó tựa đầu lên bả vai nó, bà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó cũng không còn mở mắt một lần nào nữa. Diệp Huyên đi ra ngoài, xoay người cúi chào đại điện một lần nữa, trong lòng khá phức tạp. Đợi. Hắn không biết người trong điện đợi kiếm chủ kia bao lâu, nhưng có thể chắc chắn là đã đợi lâu lắm rồi, kiếm chủ kia vì có chuyện mới chậm trễ không đến, hay ông thật sự đã quên người phụ nữ trong điện. Hắn không muốn nghĩ nhiều. Đúng lúc này, phía sau đại điện lại vang lên tiếng đánh nhau, Diệp Huyên hoảng hốt. Vội thu hồi hai thanh kiếm rồi chạy tới đó, lúc này đã có không ít người tập trung ở phía sau cung điện, rõ ràng là vì trận chiến ở đây thu hút người ở nơi khác đến. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, một bóng người đột nhiên dừng lại trước mặt hắn, chính là cửu công chúa. Diệp Huyên đang định lên tiếng, nhưng cửu công chúa lại kéo tay hắn chạy ra ngoài.
Đừng để họ chạy, cuốn võ kỹ bậc địa thượng phẩm ở trong tay nữ nhân kia. Diệp Huyên nghe thấy có người tức giận la lên ở sau lưng hai người. Sau đó, hắn cảm nhận được phía sau có mấy người chạy về phía bọn họ. Cùng lúc đó, đột nhiên có một nam một nữ xuất hiện trước mặt. Hai người này chính là một nam một nữ xuất hiện ban đầu. Nam tử lạnh lùng nhìn cựu công chúa, để đồ lại. Cựu công chúa nhếch miệng cười, tới đây lấy đi. Nam tử dậm nhẹ chân xuống đất. Rắc! Mặt đất lập tức nứt ra, cùng lúc đó, hắn ta biến thành một tàn ảnh xông về phía cựu công chúa. Cựu công chúa nhếch môi, nở một nụ cười dữ tợn, tay phải nàng cầm lấy kim đao chém một phát về phía trước. Xẹt! Đao mang màu vàng lóe lên. Oành! Theo tiếng nổ vang lên, cựu công chúa và nam tử đều lui về phía sau. Mà lúc này, người xung quanh đã chạy đến bao vây lấy Diệp Huyên và cựu công chúa. Thấy cảnh này, sắc mặt cựu công chúa trở nên nặng nề. Võ kỹ bậc địa thượng phẩm. Mức độ quý giá của nó đã không thể tưởng tượng được rồi. Phải biết rằng cả có lẽ cả Khương quốc cũng không có 10 bản võ kỹ bậc địa, mà bậc địa thượng phẩm kể cả hoàng thất Khương quốc cũng không có, chỉ có những thế lực lâu đời nghìn năm như Túy Tiên Lâu và Học viện Thương Mộc mới có thôi. Võ kỹ quý giá như thế, đương nhiên cửu công chúa sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nam tử đứng đối diện nhìn chằm cửu công chúa, để võ kỹ lại, người có thể đi. Người xung quanh cũng nhìn cửu công chúa, rõ ràng là sợ hãi trước thực lực của nàng, không dám tùy tiện ra tay. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo thăng trung duyện VN thăng. Cửu công chúa quay đầu nhìn Diệp Huyên bên cạnh, ngươi thấy sao? Thấy sao? Diệp Huyên hỏi nhỏ, vậy nếu giao bán võ kỹ bậc địa có thể được bao nhiêu? Cửu công chúa suy nghĩ, sau đó nói, ít nhất hơn 50 triệu kim tệ, còn là có tiền mà không mua được. 50 triệu. Mí mắt Diệp Huyên giật giật, hắn quay đầu nhìn cửu công chúa, còn có thể thấy sao nữa? Đương nhiên phải đánh, phải liều mạng rồi. Dứt lời, hắn siết chặt hai tay, một cỗ chiến ý đáng sợ lan tràn ra từ trong người hắn. Sau đó, hắn hăng máu xông về phía nam tử. Cửu công chúa, chương 111, rút lui có kế hoạch. Không thể không nói, sau khi Diệp Huyên phát ra chiến ý, khí thế và sức mạnh trên người thật sự rất đáng sợ. Chiến ý. Ở Thanh Châu này, người có thể lĩnh ngộ được ý cảnh đều có thể được xem là yêu nghiệt thiên tài. Diệp Huyên xông tới trước mặt nam tử kia, đánh một đòn về phía hắn ta. Quyền băng. Cú đấm này xen lẫn thế và ý. Đấm ra một cú, xung quanh có tiếng không khí nổ tung. Nam tử ở đối diện Diệp Huyên híp mắt lại, không dám khinh thường, hắn ta siết chặt tay phải, sau đó đập một cái xuống đất. Ầm. Mặt đất trực tiếp nứt ra, vô số đá vụn tựa như mũi tên sắc bén phóng lên, bao phủ lấy Diệp Huyên. Ầm. Đá vụn trực tiếp biến thành bụi phấn. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nam tử, đấm mạnh ra một quyền. Đơn giản, dứt khoát, bạo lực. Quyền chưa đến, lực đấm đã khiến mặt đất xung quanh nam tử rạn nứt. Đồng tử của hắn ta co lại, hắn ta không cố đỡ lấy cú đấm này của Diệp Huyên mà dậm chân phải xuống đất, lùi về sau mười mấy trước, cách xa Diệp Huyên ra. Diệp Huyên không ra tay nữa mà lùi về bên cạnh cửu công chúa, hắn lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, chiến ý trong người tuôn ra như thủy triều còn ai nữa. Mọi người nhìn Diệp Huyên bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Một nam một nữ cũng trở nên nghiêm túc, đặc biệt là nam tử, khi nãy sau khi giao thủ với Diệp Huyên, sức mạnh nắm đấm của Diệp Huyên vượt xa tưởng tượng của hắn ta. Cửu công chúa nhìn Diệp Huyên, lớn tiếng ra lệnh, đánh, đánh chết bọn họ. Nói xong, nàng rút kim đao ra, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo tay nàng bỏ chạy. Chạy rất nhanh, chớp mắt một cái đã chạy xa mười mấy trượng. Mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ. Chạy, chạy rồi. Không phải muốn đánh sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khoảng mấy giây sau, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Bị lừa rồi. Có người thét lên, cả đám lại vội vàng đuổi theo Diệp Huyên và cửu công chúa ở xa xa. Mà một nam một nữ trong đó chạy nhanh nhất, dẫn đầu phía trước. Diệp Huyên kéo cửu công chúa chạy nhanh, tốc độ của hắn khá nhanh, dù sao sức khỏe cũng không tệ. Trong lúc đang chạy, cửu công chúa đột nhiên hỏi, không phải muốn đánh sao? Diệp Huyên trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, đánh không lại. Có nghĩa khi nãy ngươi là đang cáo mượn oai hồ mà. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cái này gọi là rút lui có kế hoạch.
Cựu công chúa hơi cong môi, rút lui có kế hoạch rất tốt, nhưng mà, ngươi có thể buông tay ra chưa? Nghe vậy, mặt già của Diệp Huyên đỏ lên, vội vã buông tay cựu công chúa ra. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy tới lối ra, nhưng vào lúc hai người đi tới lối ra, sắc mặt cả hai hoàn toàn thay đổi. Sau đó, một tàn ảnh như bóng ma xuất hiện bên trái cửu công chúa, một tia hàn mang chém về phía ngực nàng. Tia hàn mang này nhanh như chớp giật. Vào thời khắc nguy cấp này, dù Diệp Huyên thấy hoảng sợ, nhưng hắn vẫn theo bản năng kéo cửu công chúa qua, sau đó dùng cơ thể chặn hàn mang kia lại. Vụt. Ầm. Một bóng người bị Diệp Huyên dùng cơ thể làm bay ra ngoài, nhưng trước ngực hắn vẫn có máu tươi bắn ra. Cửu công chúa nhìn vết thương trước ngực Diệp Huyên, ngây người. Diệp Huyên không để ý đến vết thương trước ngực mình, hắn lạnh lùng nhìn về phía đối diện, hắn quen người ra tay, chính là nam tử áo bào đen ở trước cung điện khi nãy. Gã nhìn Diệp Huyên, cười khẩy, anh hùng cứu mỹ nhân à. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông về phía gã. Dẹt. Một tiếng xé rách vang lên. Đó là tiếng thân thể xé rách không khí. Thấy Diệp Huyên xông tới, sắc mặt nam tử ngày càng dữ tợn, đột nhiên, gã giơ hai tay đang giấu trong tay áo lên. Vụt vụt. Hai tia sáng đen bắn nhanh ra. Là hai mũi tên nhỏ sắc bén. Diệp Huyên không tránh không né, mặc cho hai mũi tên bắn lên ngực mình, hai mũi tên nhỏ đâm vào người Diệp Huyên được khoảng một tấc thì dừng lại. Thấy cảnh này, sắc mặt nam tử mặc trường bào đen hoàn toàn thay đổi, chiêu thức vốn đã nghĩ ra cũng quên mất, vì gã không ngờ Diệp Huyên lại không tránh. Mà lúc này, Diệp Huyên lại đánh một quyền về phía gã. Cú đấm này, Diệp Huyên đã dùng hết toàn lực. Chỉ khí thế của nắm đấm này đã đủ khiến gã nam tử chấn động muốn nứt ra rồi. Nam tử áo bào đen biến sắc, lúc này gã muốn trốn đi cũng không kịp, chỉ có thể giơ tay chặn lại đòn đánh của Diệp Huyên. Bốp! Rắc! Hai tay của nam tử áo bào đen bị cú đấm của Diệp Huyên làm gãy xương, mà gã cũng bị chấn động bay đi đập trúng vách núi đá cách đó mấy chục trượng. Nam tử vừa định bò dậy thì Diệp Huyên đã xuất hiện, gã hoảng hốt, vội vàng nói ta là hoàng tử Ninh Quốc, nếu ngươi. Lúc này, Diệp Huyên lạnh lùng nói, hoàng tử Ninh Quốc. Lão tử không quen. Dứt lời, hắn đá mạnh một cước lên đầu nam tử. Bốp! Đầu gã bay thẳng ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Diệp Huyên cầm lấy cái túi bên hông gã, sau đó lùi về bên cạnh cửu công chúa, mà lúc này, một nam một nữ khi nãy đã đuổi tới. Diệp Huyên không chút chần chừ kéo cửu công chúa xoay người chạy. Một nam một nữ kia vẫn không từ bỏ, tiếp tục đuổi theo Diệp Huyên và cửu công chúa, mà phía sau bọn họ còn có 5-6 người. Chương 112, không chém nổi nữa. Diệp Huyên và cửu công chúa chạy nhanh trên đường, mà ở trước ngực Diệp Huyên có máu tươi không ngừng chảy ra. Dù thân thể hắn mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đến mức vô địch, cảnh giới của nam tử trường bào đen kia thấp nhất cũng là lăng không cảnh. Hắn có thể chúng thân thể chặn lại một đòn toàn lực của đối phương đã đáng sợ lắm rồi. Nếu người bình thường chúng một dao kia, thân thể sẽ bị chém đứt làm đôi. Còn chưa chạy được bao lâu, Diệp Huyên và cửu công chúa dừng lại một lần nữa, vì một nữ tử đứng ở chỗ không xa trước mặt bọn họ. Bắc thần. Nhìn thấy bắc thần, sắc mặt Diệp Huyên và cửu công chúa đều trở nên nặng nề. Bắc thần nhìn cửu công chúa và Diệp Huyên, không nói nhiều một câu. Sau đó, cả người nàng ta chợt trở nên mờ ảo. Thấy cảnh này, Diệp Huyên vừa định ra tay thì cửu công chúa lại kéo hắn về phía sau, sau đó tiến lên, rút đao ra chém một nhát, xé gió. Cửu công chúa chém xuống một đao, đao mang lóe lên. Dẹt! Âm thanh sắc bén vang lên, đó là tiếng đao khí xé gió. Mà ở trước mặt cửu công chúa, có một lục mang đột nhiên bao phủ lấy đao khí. Im lặng một lúc. Ầm! Sóng khí vô hình kia đột nhiên bùng nổ, cửu công chúa lùi lại bên cạnh Diệp Huyên, mà bắc thần kia cũng dừng lại ở chỗ cách hai người mấy trượng. Dưới mặt đất giữa hai bên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Bắc thần quan sát cửu công chúa, người đời đều nói cửu công chúa ngươi xinh đẹp tài giỏi, nhưng không ngờ đao pháp của ngươi cũng sắc bén như thế, thật sự khiến người ta bất ngờ. Cửu công chúa nhìn bắc thần, ngươi đã có một vật khác rồi, phải biết tham thì thâm đấy. Bắc thần cười khẽ ta rất thích võ kỹ bậc địa thượng phẩm. Lúc này, đám người sau lưng Diệp Huyên và cửu công chúa cũng đã chạy tới. Sắc mặt hai người hoàn toàn trở nên u ám. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyên bên cạnh, thấy sao? Diệp Huyên nhìn bắc thần và một nam một nữ cách đó không xa,
Hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, ta cảm thấy mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, ta rất sẵn lòng trao đổi với mọi người. Nói xong, hắn nhìn đám người Bắc Thần, các ngươi thấy sao? Mọi người. Cửu công chúa giơ ngón cái với Diệp Huyên, phục. Bắc Thần ở phía xa quan sát Diệp Huyên rồi nói, ta cảm thấy có lẽ đầu óc của ngươi có vấn đề. Diệp Huyên. Lúc này, Bắc Thần chậm rãi đi về phía Diệp Huyên và cửu công chúa, những người khác ở phía sau cũng đi về phía hai người. Rất rõ ràng Bắc Thần, một nam một nữ và những người khác đã có mục đích chung là muốn giải quyết hai người trước. Diệp Huyên hít mắt, kiếm linh tiêu trong người hắn bắt đầu rung lên. Mà ngay lúc này, cửu công chúa đột nhiên bay lên trời, trong ánh mắt của mọi người, nàng rút kim đao bên hông ra, sau đó cầm lấy nó, năng lượng và đao ý rực ánh vàng không ngừng cuộn trào ra từ trong người nàng. Ầm, uy thế ngút trời xuất hiện. Khi uy thế này xuất hiện, cả Diệp Huyên cũng phải biến sắc vì nó thật sự quá mạnh mẽ, suýt áp đảo hắn ngay tại chỗ. Nhưng cũng may sau khi thả ra chiến ý, hắn đã ổn hơn rất nhiều. Võ kỹ bậc địa. Bắc Thần ở phía xa híp mắt lại, ngươi chỉ là lăng không cảnh lại dám thi triển võ kỹ bậc địa ư. Nói xong, nàng ta chậm rãi lùi về phía sau. Võ kỹ bậc địa. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Có thể nói là võ kỹ này đã ẩn chứa quyền năng của đất trời rồi. Mọi người bắt đầu lùi về sau. Mà đúng lúc này, cửu công chúa trên bầu trời đột nhiên bay xuống, một giây sau, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, cùng lúc đó, vô số đao mang màu vàng như ánh mặt trời chói chang tỏa ra. Vào khoảnh khắc cửu công chúa đáp xuống đất, Bắc Trần ở phía xa híp mắt lại, nàng ta nhẹ nhàng giơ một tay ra, lục mang chứa đựng năng lượng đáng sợ bay ra từ trong lòng bàn tay của nàng ta. Nhưng lục mang này vừa chạm phải đao mang đã lập tức nổ tung. Thấy cảnh này, sắc mặt Bắc Thần thay đổi, điên cuồng lùi về sau. Cùng lúc đó, nàng ta còn liên tục ra tay, không ngừng ngăn chặn đao mang đang tấn công mình. Ở một nơi khác, một nam một nữ kia cũng đang liên tục lùi về sau, những người ở bên cạnh bọn họ cũng thế, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bọn họ, hai người trong đó còn bị hai tia đao mang màu vàng chém nứt người. Mà lúc này, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu nứt ra. Trong chốc lát, không ai địch nổi cửu công chúa. Diệp Huyên nhìn mà ngây người. Mấy giây sau, cửu công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên hưng phấn nói, lợi hại quá, đến, thêm một tên nữa, chém chết bọn họ đi. Cửu công chúa nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó mềm nhũn người ngã vào lòng hắn, đầu nàng gác lên vai Diệp Huyên chém không nổi nữa. Đại ca, chúng ta có thể rút lui có kế hoạch trước không? Diệp Huyên. Chương 113, ta không có ý khinh bạc cô. Trốn. Diệp Huyên không phải đứa ngốc. Hắn biết võ kỹ bậc địa mà cửu công chúa thi triển trước kia tuyệt đối sẽ dẫn đến phản phệ, vì vậy không hề nghĩ ngợi mà nhấc lấy eo nàng, kéo lên lưng rồi vọt đi. Một khắc sau, khi bốn bề đã dần yên tĩnh lại, Bắc Thần chăm chú nhìn những vết rách rớm máu trên tay phải mình. Sau một chớp mắt, nàng ta nhún chân, thoát cái đã bám theo hướng tháo chạy của Diệp Huyên và cửu công chúa. Một nam một nữ và hai người còn lại bên kia cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ đều đã nhận ra việc cửu công chúa bị võ kỹ bậc địa phản phệ, rơi vào trạng thái yếu ớt nhất này là một cơ hội không thể bỏ qua. Võ kỹ cấp địa thượng phẩm không chỉ có thể trở thành báu vật gia truyền của vô số thế gia và thế lực, mà còn có thể khiến thực lực của một thế lực được đề cao lên nhiều lần. Có rất nhiều lúc phải nhờ vào võ kỹ và báu vật để đạt được cảnh giới cao hơn. Không chỉ có nhóm Bắc Thần mà một số người khác nghe ngóng tin tức cũng đã lục tục hướng về vị trí của Diệp Huyên và cửu công chúa. Lại nói đến bên này, Diệp Huyên quyết định không trở về lưỡng giới thành, cõng cửu công chúa chạy như bay vào Mang Sơn. Không biết bao lâu sau, hắn dừng chân dưới một thác nước chảy xiết với bề rộng hơn mấy chục thước, nhẹ nhàng đặt cửu công chúa xuống đất rồi cởi giày ra. Hắn nhún nhẹ trên những đầu ngón chân, nhảy sang bờ bên kia rồi lại nhảy về, không hề để lại bất kỳ dấu chân nào. Sau khi quan sát bốn phía một lượt, Diệp Huyên ôm cửu công chúa nép vào một hố sụt nhỏ tự nhiên bên bờ thác. Được màn nước xiết che giấu từ phía chính diện nên rất khó phát hiện. Kích thước hố không lớn không nhỏ, vừa đủ cho hai người nấp vào. Một khắc đồng hồ sau, tiếng xé gió rít lên bên ngoài. Cả người Diệp Huyên căng như dây đàn, mặt mày nghiêm trọng, kiếm linh tiêu sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Đúng lúc ấy, người bên ngoài bỏ đi. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn người trong tay. Gương mặt cửu công chúa trắng bệch.
khóe môi còn vương tia máu trông yếu đuối vô cùng. Chỉ nhìn thôi cũng biết nàng bây giờ không thể tham gia chiến đấu. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, xem ra nàng thật sự dám đặt cược mạng sống vì quyển võ kỹ bậc địa thượng phẩm đó. Ngươi rất thông minh. Cửu công chúa bỗng mở mắt, biết không trở về lưỡng giới thành. Diệp Huyên lắc đầu. Ai cũng biết nơi đó là đại bản doanh của cửu công chúa, trở về chỉ có một con đường chết, hắn nào dám đi. Cửu công chúa lại nói, ta cần tĩnh dưỡng 2 ngày. Trái tim Diệp Huyên trầm xuống khi nghe những lời này. Nếu họ không bị phát hiện trong khoảng thời gian đó thì thôi, nếu bị thì sẽ phiền phức lớn. Lại qua một hồi nữa, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Hai người họ đều đã ướt đẫm khi chui luồn dưới thác nước. Hiện giờ lớp tơ lụa trên người cửu công chúa dán sát vào da thịt nàng, khiến cho nơi nào cong càng cong, nơi nào vảnh càng vảnh. Nàng bị Diệp Huyên ôm vào lòng. Nơi cong cong kia lại vừa khéo kề vào chỗ nào đó của hắn khiến hắn khó xử vô cùng. Diệp Huyên vốn muốn nới khoảng cách ra một chút, ngặt nỗi hắn vừa nhúc nhích thì lại dán sát vào nơi cong cong kia, khiến bộ phận nào đó của hắn có phản ứng. Bầu không khí đã xấu hổ nay lại còn xấu hổ hơn. Tóc gáy Diệp Huyên dựng đứng dưới cái nhìn lom lom của cửu công chúa, đành cười khổ, xin lỗi, ta không cố ý khinh bạc cô. Nói một câu công bằng thì hắn thật sự không có ý định đó. Chẳng qua bản năng cơ thể không phải là thứ hắn có thể kiểm soát được. Hắn quả thật là kiếm tu, nhưng kiếm tu cũng là người, chưa kể hắn lại còn là một thằng đàn ông chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Lần đầu tiên kề cận như vậy thì có phản ứng cũng là bình thường, không có mới là bất thường. Cửu công chúa chậm rãi khép mắt lại, không hé răng lấy một lời. Dù sao nàng cũng không thể nói gì được. Hai người duy trì tư thế đó trong gần 1 giờ. Khi màn đêm ập xuống, Diệp Huyên lại cõng cửu công chúa ra khỏi hố nhỏ, vẫn không quay về lưỡng giới thành mà áp dụng đạo lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đi về phía động phủ kiếm chủ. Nhờ vào khoảng thời gian chủ yếu sinh hoạt trong núi rừng trước kia, Diệp Huyên tuy phải cõng một người trên lưng nhưng vẫn chạy băng băng, không gặp trở ngại gì giữa 4 phía đen đặc. Khoảng nửa giờ sau, hai người đã trở lại cung điện dưới lòng đất. Diệp Huyên không đi vào mà đưa cửu công chúa đến một gian phòng trúc phía sau. Vật dụng bên trong đã bị khoáng sạch sẽ, chỉ còn lại một ít nội thất đơn giản. Diệp Huyên cẩn thận đỡ người trên lưng nằm xuống giường trúc, cởi trường bào ra đắp cho nàng, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài canh gác. Nói rồi nhanh nhỏ rời đi, để lại cửu công chúa im lặng dõi theo bóng lưng hắn. Chương 114, người ngủ mơ chưa tỉnh à? Bên ngoài gian phòng, Diệp Huyên xếp bằng ngồi xuống rồi lấy ra một con búp bê nhỏ với gương mặt có 7, 8 phần giống với Diệp Liên. Đây là tác phẩm do chính tay hắn đẽo gọt, ngoài ra còn một con nữa được mô phỏng theo hắn hiện giờ đang nằm trong tay em gái. Nhìn búp bê nhỏ trong tay, khóe môi Diệp Huyên cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Như nghĩ đến gì đó, hắn lại lấy ra một con búp bê nữa trông như An Lan Tú. Nhìn chúng nằm trong tay, nụ cười trên môi hắn lại càng rạng rỡ. Bỗng nhiên hắn ngẩng phắt dậy, nhìn thấy một người đàn ông đang đi đến từ cách đó không xa. Chính là cái gã với mái đầu như ổ gà, người khoác áo vải, sau lưng vác một cây rìu khổng lồ. Diệp Huyên đứng dậy. Khi đến gần, gã đàn ông liếc nhìn gian phòng trúc sau lưng Diệp Huyên rồi đi thẳng về phía nó. Thấy Diệp Huyên bước lên chắn đường, gã không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên. Sức mạnh ồ ạt như sóng lớn vỡ đê tuôn trào khiến lớp đá xanh lót nền 4 phía nứt toác thành bột phấn. Diệp Huyên không hề biến sắc, đáp trả lại bằng quyền băng. Nắm đấm vừa ra, lực đấm và chiến ý đồng thời tuôn trào. Ầm. Sau tiếng nổ vang trời, gã đàn ông và Diệp Huyên đồng thời thối lui. Diệp Huyên dừng lại ở trước cửa gian phòng trúc, gã đàn ông cũng bị đẩy lui 6, 7 thước. Mặt đất trước mặt họ đã bị cày nát bươm. Gã đàn ông nhìn Diệp Huyên, chiến ý và lực đấm. Chuẩn tông sư võ đạo. Diệp Huyên chậm rãi siết tay lại. Một luồng sức mạnh lập tức bao trùm lấy gã ta không giết được ngươi nhưng tuyệt đối có thể đánh cho ngươi tàn phế. Nếu ngươi dám ra tay, cho dù có lấy được võ kỹ bậc địa thượng phẩm kia thì cũng sẽ bỏ mạng trong tay người khác thôi. Đánh ta tàn phế. Gã đàn ông nhấc cây rìu sau lưng lên, để ta thử xem. 5 ngón tay Diệp Huyên duỗi ra, kiếm linh tiêu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra từng tia kiếm mang. Nhất kiếm định sinh tử. Vẻ nghiêm túc lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt gã đàn ông, đôi mắt gã híp lại. Diệp Huyên vung kiếm lên, nhe răng cười thử xem. Vèo.
cây rìu trong tay gã đàn ông lao vút về phía Diệp Huyên trong một vết rạch sáng lòa không trung, không ngừng phóng ra sức mạnh khủng khiếp nghiền nát mặt đất. Diệp Huyên không chịu thua kém, tay rút kiếm, kiếm mang lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Vào khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào lưỡi rìu, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cây rìu run lên bần bật, bay ngược về tay chủ nhân với một vết rạn nhỏ trên thân. Gã đàn ông vươn tay đỡ lấy vũ khí, không ngờ lại bị chấn động còn sót lại đẩy lui tới 10 thước. Hổ khẩu bên tay phải gã nứt toác, phun máu tươi đầm đìa. Gã không khỏi liếc mắt nhìn, đoạn cao giọng nói, đại kiếm tu. Chiến ý, kiếm vũ song tu. Diệp Huyên trầm ngâm giây lát, cho ta nợ ân tình một lần được chứ? Ân tình. Gã đàn ông nheo nheo đôi mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn suốt một hồi lâu rồi mới rút cây rìu về, tà ngạn của Huyền Tông, đế quốc Đại Vân. Nhớ đấy kiếm tu, ngươi nợ ta một ân tình. Thái độ dứt khoát của gã khiến Diệp Huyên ngây ngẩn. Hắn vốn chỉ định câu giờ thôi, vậy mà tên tà ngạn này thật sự cho hắn nợ một lần ân tình ư. Thật ra bản thân Diệp Huyên cũng không hề biết rằng chuẩn tông sư kiếm đạo là người mà bất kỳ thế lực nào cũng muốn lôi kéo thu vào dưới trướng. Với một số người mà nói, có thể làm bạn với những nhân vật như vậy cũng chỉ có lợi mà không có hại. Dù sao thì khi ra ngoài, kết giao với bạn tốt là điều quan trọng nhất. Bản thân Diệp Huyên không chỉ là chuẩn tông sư kiếm đạo mà còn là chuẩn tông sư võ đạo, giá trị tính ra không thua kém gì một quyển võ ký bậc địa. Nhưng quan trọng nhất là tà ngạn cũng không chắc gã có thể đánh bại hắn, nếu lựa chọn chiến đấu sẽ chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương, hại người hại mình, vì vậy gã quyết đoán chọn giải pháp bỏ qua võ ký, kết giao cùng Diệp Huyên. Tà ngạn đi hết sức dứt khoát, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt cầm tự hỏi, xem ra mình đã xem thường sự hấp dẫn của bản thân rồi, không ngờ vẫn có mặt mũi phết đấy. Bỗng nhiên, một cô gái chậm rãi đi đến. Diệp Huyên cảnh giác nâng mắt lên nhìn, khi thấy rõ dung mạo nàng ta thì sắc mặt hắn trầm xuống. Lại là Bắc Thần. Bắc Thần nói với hắn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mưu kế của ngươi không tệ, tiếc rằng ngươi đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của võ ký bậc địa. Mấy vị đại lão phía trên đã đỏ mắt thèm thuồng rồi. Diệp Huyên đành xách kiếm đến gần, cho ta nợ một ân tình được không? Nợ ân tình. Bắc Thần cười khẽ, ngươi ngủ mơ chưa tỉnh à? Diệp Huyên. Chương 115, nếu cứ thế này, cô sẽ mất mạng. Bắc Thần chậm rãi tiến về phía Diệp Huyên, một tia sáng xanh nhạt lóe lên trong lòng bàn tay phải. Kể từ khi bước chân vào nơi này, nàng ta không hề xem thường bất kỳ kẻ nào, cũng tuyệt đối không đánh giá thấp Diệp Huyên. Cho dù đối thủ là ai, nàng ta cũng sẽ dùng hết sức để đối phó. Diệp Huyên tuy ngao ngán trước cái tính không chịu nói lý của Bắc Thần nhưng cũng không nhiều lời, vung kiếm lao tới. Thái độ của hắn rất đơn giản, đã không thể bỏ qua nhau thì cứ đánh thôi. Thấy hắn ra tay trước, khóe môi Bắc Thần nhếch lên, thân hình chợt biến mất trong một khắc như bóng ma hư ảo. Quỳnh! Vụ nổ đẩy Diệp Huyên lùi lại đến trước gian phòng trúc, Bắc Thần vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng, không khỏi siết chặt kiếm linh tiêu trong tay. Sức mạnh của cô gái này không hề tầm thường. Ở bên kia, Bắc Thần cũng thu lại dáng vẻ ung dung. Người trong nghề chỉ cần ra tay là đã biết thực lực của nhau, lần giao phong này đã cho nàng ta cái nhìn tổng quát về thực lực của Diệp Huyên. Khi nàng ta chuẩn bị ra tay lần nữa, cánh cửa gian phòng trúc bỗng mở ra, cửu công chúa xuất hiện. Bắc Thần dừng tay, Diệp Huyên sững sờ. Cửu công chúa đứng song song với Diệp Huyên, lạnh lùng nhìn Bắc Thần, ngươi muốn một đấu hay không? Bàn tay nàng đã đặt lên chuôi loan đao. Nó run lên như đáp lại, tỏa ra một luồng đao mang. Bắc Thần cười khẩy, bản thân ngươi mới đến lăng không cảnh mà lại dám thi triển võ ký bậc địa chắc chắn sẽ dẫn đến phản phệ, cần ít nhất 2 ngày mới hồi phục. Ngươi chỉ đang cố tỏ vẻ mình mạnh mà thôi. Sau đó nàng ta vọt thẳng về phía đối thủ, quả quyết vô cùng. Diệp Huyên nhún chân, rút kiếm đâm tới nhưng bị Bắc Thần cản lại bằng bàn tay trần đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Tay hắn lắc một cái, đưa lưỡi kiếm đi theo một quỹ đạo kỳ dị nhằm vào cổ tay Bắc Thần, nhưng nàng ta lại rút tay về nhanh như chớp. Mũi kiếm không buông tha, vung lên một đường chéo. Xoạt! Kiếm mang lóe lên. Bắc Thần lùi về sau một bước, vừa khéo tránh đi một đòn này. Cùng lúc đó, một tia sáng vàng rực bổ thẳng xuống đầu nàng ta. Đồng tử Bắc Thần co lại, vội vàng ấn hai tay xuống.
Một luồng sáng màu xanh lục tỏa ra từ cơ thể nàng ta. Luồng sáng xanh vỡ vụn khi nhận va chạm từ tia sáng vàng. Chỉ trong chớp mắt đó, Bắc Thần đã thối lui về sau 10 thước, nhìn cửu công chúa với vẻ khó tin, ngươi còn dám ra tay. Cửu công chúa cười nhạt, ta tốt xấu gì cũng là con cháu hoàng gia, chẳng lẽ lại không có chút thủ đoạn giữ mệnh. Đôi mày Bắc Thần nhíu lại trong một thoáng rồi giãn ra, cười cười thật sao. Vậy để ta xem ngươi còn có thể ra tay mấy lần. Nhưng cửu công chúa đã giành trước một bước, nàng nhún người nhảy lên cao, tay siết lấy chuôi đao vàng bên hông, một luồng uy áp ngút trời tuôn trào mà ra. Võ kỹ bậc địa. Đồng tử Bắc Thần co lại, chưa đầy một khắc sau đã lập tức nhảy lùi về mấy thước, biến mất khỏi tầm mắt Diệp Huyên và cửu công chúa, thể hiện rõ nàng ta không hề muốn đối đầu với võ kỹ bậc địa này. Nàng ta tuy không sợ nó nhưng nếu thật sự giao chiến với cửu công chúa thì kết quả chỉ có lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ trở thành miếng mồi ngon cho không biết bao nhiêu kẻ đang chờ làm ngư ông đắc lợi. Chuyên BX. Thấy Bắc Thần bỏ đi rồi, cửu công chúa nhẹ nhàng rơi xuống lại bên cạnh Diệp Huyên, vào đây. Diệp Huyên gật đầu đi theo. Cửa phòng vừa khép lại, cửu công chúa đã lịm đi. Diệp Huyên hốt hoảng đỡ lấy, thấy từng ngụm máu đỏ thắm không ngừng trào ra từ khóe miệng nàng. Hắn vội vàng bế nàng lên giường, thấp giọng gắt lên, cô thật sự xem võ kỹ đó còn quan trọng hơn mạng mình ư. Cửu công chúa yếu ớt lắc đầu, ngươi không hiểu được. Diệp Huyên nói, ta chỉ biết nếu cứ thế này, cô sẽ mất mạng. Cửu công chúa nhìn hắn, ngươi có biết tình hình hiện giờ của Khương quốc là thế nào không? Hắn im lặng. Cửu công chúa chậm rãi nhắm mắt, thế gia mọc lên như nấm sau mưa trong nước, ai ai cũng đề cao gia tộc lên đầu. Con em họ cũng chỉ biết đến gia tộc mà không biết quốc gia. Trên thế gia còn có hai thế lực khổng lồ là Túy Tiên Lâu và Học viện Thương Mộc, không chút e dè mà mời mọc nhân tài trong nước. Trong số những người gia nhập hai thế lực ấy, có bao nhiêu kẻ thật sự sẵn lòng chinh chiến vì nước? Nói đến đây, nàng mở mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết vì sao Khương quốc ta không dám trực tiếp khai chiến cùng Đường quốc không? Vì nước ta không đồng lòng. Một khi chiến tranh nổ ra, chúng ta không thể ra lệnh cho những người đó. Một khi Khương quốc diệt vong, Học viện Thương Mộc và con cháu thế gia thì không sao, nhưng ngàn vạn bá tánh còn lại thì thế nào? Học viện, thế gia và Túy Tiên Lâu có bằng lòng bảo vệ chăm họ không? Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Cửu công chúa không đợi hắn lên tiếng đã nói tiếp, Túy Tiên Lâu nắm trong tay phần lớn những ngành sinh lời trong nước, gần như lũng đoạn tất cả các ngành nghề, vì vậy quốc khố hàng năm gần như luôn hao hụt. Chỉ cần lấy được võ kỹ bậc địa này, số tiền đấu giá ít nhất có thể bảo đảm quốc khố dồi dào trong 3 năm. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, mấy chục nghìn tướng sĩ dưới trướng ta đã không nhận được lương bổng suốt 2 tháng qua rồi. Chương 116, thật ra ta cũng có người ở trên đấy. Diệp Huyên nhìn nàng, đây là nguyên nhân cô đến đây. Nếu không thì sao, nàng lạnh nhạt hỏi lại. Diệp Huyên suy tư một hồi, ta biết cô có nỗi khổ riêng, nhưng cô có từng nghĩ rằng còn sống mới còn hy vọng, chết rồi thì tất cả chỉ là viển vông không? Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, ta dám chắc cô gái kia vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi đây, không những thế mà còn rất nhiều người nữa đang trên đường đến. Nàng ta cũng nói mấy vị đại lão phía trên đang thòm thèm dò ngó võ kỹ này. Ai sở hữu nó sẽ trở thành đích ngắm của mọi tầm mắt. Cửu công chúa khép mắt lại, ngươi đi đi. Chân mày Diệp Huyên nhíu chặt, im lặng suốt một hồi lâu mới lạnh lùng thốt lên, giao võ kỹ bậc địa thượng phẩm ra đây. Cửu công chúa trợn mắt đầy khó tin. Sắc mặt Diệp Huyên càng lạnh đi, giao ra đây. Cửu công chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên hồi lâu mới cười một tiếng như tự giễu, xem ra ta đã xem thường sức hấp dẫn của võ kỹ bậc địa rồi, nhưng cũng không ngờ ta và nàng ấy đều có lúc nhìn nhầm. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, một quyển trục màu đen nhắn bóng, không biết làm từ chất liệu gì xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn mở ra, thấy mấy chữ bậc địa thượng phẩm, Tịch Diệt chỉ đập vào mắt rồi không lật nữa mà cất quyển trục vào lòng, rời khỏi gian phòng trúc. Ánh mắt lạnh lẽo của cửu công chúa dõi theo đến khi hắn mất dạng. Một hồi sau, nàng lấy ra một hòn đá đen nhánh như mực rồi bóp nhẹ, truyền một luồng huyền khí vào đó, chậm rãi nhắm mắt lại, Tiểu An, không được tin kẻ này. Trong dãy núi xa xôi ngàn dặm nọ, một cô gái trong trang phục trắng như tuyết dừng bước, lấy từ trong lòng ra một viên đá màu đen. Sau khi chăm chú nhìn nó hồi lâu, nàng ta bỗng nhiên xoay người. Tiểu thư à, người đã hẹn tỷ võ với yêu soái rồi mà. Có người ý ới gọi theo nhưng cô gái tuyệt nhiên không quay đầu lại. Sau khi rời khỏi gian phòng trúc,
Diệp Huyên nhảy lên cung điện, liếc mắt khắp bốn phía một lượt rồi lại nhìn quyển trục trong tay, không khỏi cười lớn, cuối cùng nó cũng rơi vào tay ta. Một khắc sau, hắn đã phóng về phương xa. Chính là quyển võ ký cấp địa kia. Không biết ai đã thốt lên trong bóng tối, chỉ biết có vô số bóng người lập tức đuổi theo Diệp Huyên, người dẫn đầu không ai khác ngoài Bắc Thần. Ngoài nàng ta ra còn có hai người nam nữ sở hữu sức mạnh siêu quần trước kia, ngay cả Bắc Thần còn phải kiêng kỵ. Diệp Huyên lao đi như một cơn gió, chỉ chớp mắt đã rời khỏi động phủ kiếm chủ, lần vào trong rừng thẳm với đoàn người đang điên cuồng truy đuổi sau lưng. Giờ phút này, không ai còn để ý đến cửu công chúa cả, tất cả mọi ánh mắt đều vì quyển võ ký kia mà đổ dồn lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên không những không giảm tốc độ, trái lại còn chuyên chọn những nơi phức tạp hiểm trở mà chui vào. Đoàn người Bắc Thần đã không thể bắt kịp mà còn bị hắn kéo giãn khoảng cách. Cho dù vậy, vẫn không một ai muốn buông tha hắn, tiếp tục truy đuổi đến cùng. Diệp Huyên như một con khỉ thoát ẩn thoát hiện trong rừng rậm. Hắn gặp ai cũng không đánh mà chỉ quay đầu chạy, chạy mãi đến khi màn đêm buông xuống. Thấy sắc trời dần tối, khóe môi Diệp Huyên cong lên. Nhờ vào thói quen sinh sống giữa rừng sâu núi thẳm, trong khi người khác giơ tay không thấy năm ngón, hắn lại di chuyển dễ dàng như bỡn. Sắc mặt nhóm người Bắc Thần dần trở nên nặng nề. Tuy phần lớn người trong đó đều đã từng rèn luyện trong núi nhưng chưa ai từng lăn lộn qua những trận tử chiến thường xuyên như Diệp Huyên cả. Khi thấy sắc trời ngả về Tây, đã có mấy người sinh lòng cố kỵ, không chỉ dành cho Diệp Huyên mà còn dành cho những người kế bên. Dù sao chuyện bị đâm sau lưng xảy ra ở bên ngoài thường xuyên như cơm bữa. Trong bóng đêm, Diệp Huyên náu mình trên một tán cây sum suê, khẽ vuốt ve búp bê Diệp Liên trong tay với nụ cười trên môi, đại ca sẽ về nhanh thôi. E là không được đâu. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyên nheo mắt quay lại, nhìn thấy Bắc Thần và một nam một nữ đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt hắn trầm xuống, các ngươi tìm được ta bằng cách nào? Bắc Thần nhếch mép, vì chúng ta có người ở phía trên mà ngươi lại không có ai cả, đã hiểu chưa? Diệp Huyên đang toan đáp lại thì một việc kỳ lạ đã xảy ra. Chát! Sau một tiếng vang giòn giã, Bắc Thần đột nhiên bay ra xa tận mười mấy thước, chật vật lắm mới đứng dậy với gương mặt được trang trí bởi năm dấu ngón tay ửng đỏ. Những người khác, Diệp Huyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm mặt hô lên, ta cũng có người ở trên đấy thôi. Nhóm Bắc Thần. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, mấy chục nghìn tướng sĩ dưới trướng ta đã không nhận được lương bổng suốt hai tháng qua rồi. Chương 117, đồ độc địa. Đôi nam nữ đứng bên trái Diệp Huyên bày ra vẻ cảnh giác, đồng thời thối lui mấy bước. Họ không nhìn rõ Bắc Thần bị đánh thế nào, nhưng người có thể ra tay dưới mắt họ mà thần không biết quỷ không hay thì họ tuyệt đối không thể chống lại được. Bản thân Bắc Thần cũng không biết vì sao mình lại bị đánh bay đi, vì vậy sắc mặt xấu xí vô cùng. Ai đã ra tay? Đôi mắt lạnh lùng của nàng ta nhìn khắp bốn phía nhưng không phát hiện bất kỳ ai, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Huyên, thấy hắn đang chỉnh lại y phục với vẻ ung dung bất cần, các ngươi tưởng chỉ mỗi các ngươi là có người ở trên hay sao? Hắn giơ một ngón tay lên lắc lắc, không hề, ta cũng có. Có ai lăn lộn bên ngoài mà lại không có chỗ dựa đằng sau chứ? Ngươi! Búp! Lại một tiếng bạt tai, lại một người bay ra. Lần này không phải Bắc Thần mà là Diệp Huyên. Ba người kia đờ đẫn. Diệp Huyên cũng ngớ cả người. Trời ạ, đừng nói là chướng mắt ai thì đánh người đó chứ. Nhưng mà có đánh thì cũng để lát nữa không có ai rồi hắn đánh được không? Bây giờ hắn biết lấy lại mặt mũi kiểu gì. Khi Diệp Huyên chậm rãi bò dậy, bên má cũng đã in hẳn một bàn tay nho nhỏ. Trong bầu không khí dần trở nên kỳ quặc, Diệp Huyên tằng hắng mấy tiếng, không phải ai rời nhà cũng để tìm cơ duyên, mọi người. Có chuyện gì từ từ ngồi xuống rồi nói được không? Bắc Thần xen vào với một nụ cười mỉa mai, ngươi định nói vậy chứ gì? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, không ngờ chúng ta cùng chung ý tưởng. Ta... Bắc Thần lắc đầu, ngắt lời hắn, trước kia ta vẫn cho rằng đầu óc ngươi không được bình thường, bây giờ nhìn lại, bỏ hai chữ cho rằng, được rồi. Bỗng nhiên nàng ta im bặt. Bởi vì Diệp Huyên đã xoay người chạy biến như một con thỏ, chẳng mấy chốc đã lẩn vào màn đêm. Gương mặt Bắc Thần vằn vẹo vì phẫn nộ. Lắm lời. Nam tử mặc trường bào đen trắng lạnh lùng lườm nàng ta rồi cùng cô gái bên cạnh nhanh chóng đuổi theo. Đôi mắt Bắc Thần nheo lại. Khóe miệng nhe ra, hóa thành một tia chớp, để lại một mảnh hoang tàn trên đường đi. Trong bóng đêm,
Đôi chân Diệp Huyên guồng chạy những vòng điên dại. Đôi mày hắn nhíu lại khi nghĩ đến tin tức vừa khai thác được từ Bắc Thần, hành tung của hắn bị lộ vì có người ở trên vẫn luôn chỉ điểm cho nhóm nàng ta. Có người đang vi phạm quy tắc trò chơi. Sở dĩ kẻ đó dám làm vậy là vì sau lưng Diệp Huyên không có ai để dựa vào. Nếu thay hắn bằng An Lan Tú thì mấy vị đại lão phía trên tuyệt đối không dám hành động như vậy. Tay phải Diệp Huyên siết lại khi nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà hắn đang phải đối mặt, đó là có trốn ở đâu cũng bị nhóm Bắc Thần tìm thấy, nhưng nếu không trốn thì một mình hắn không thể đấu lại ba người kia. Chân mày Diệp Huyên nhíu chặt lại, mãi một lúc sau mới chậm rãi giãn ra. Hắn quét mắt nhìn bốn phía rồi quyết định rẽ vào một sườn núi nhỏ, trước khi lên dốc còn lăn mình một cái, lén lút nhét quyển võ kỹ vào dưới một đụn lá, tạo thành một lớp ngụy trang kín đáo. Hắn theo đà lăn mình đến bên kia sườn núi, chạy thêm một đoạn nữa mới ngừng lại. Khoảng 5 khắc sau, một tia chớp trắng lao đến. Bắc Thần xuất hiện, nhanh hơn cặp nam nữ kia tầm 3-4 nhịp. Thấy nàng ta đến, Diệp Huyên không nề hà gì mà nhảy tới. Môi Bắc Thần cong lên đầy chế giễu, hóa thành một bóng ma tiến đến trước mặt hắn rồi tung ra một chưởng. Có sát chiêu để sau, nàng ta không dồn hết sức vào một chiêu này, nhưng không ngờ Diệp Huyên lại chẳng hề phản kích, cứ thế lánh chọn một chưởng vào ngực. Quỳnh! Hắn bay ngược về sau, va vào một gốc cây xù xì rồi ngã vật xuống như con rối đứt dây. Bắc Thần khẽ nhíu mày, ngươi đang dở trò gì? Đúng lúc ấy, cặp nam nữ kia chạy đến, ngẩn người trước những gì đang diễn ra. Diệp Huyên bất thình lình bật dậy, mở cái miệng đầy máu gào lên với Bắc Thần, ta đã đưa võ kỹ cho cô rồi mà cô cứ nhất quyết phải đuổi tận giết tuyệt ta ư. Bắc Thần sửng sốt. Hai người kia quay phát lại nhìn nàng ta chòng chọc với vẻ bất thiện. Diệp Huyên mặc kệ máu đang trào ra, tiếp tục lên án cô đúng là ả đàn bà ác độc. Đã hứa sẽ tha cho ta nếu ta chịu giao võ kỹ ra, không ngờ lại muốn giết ta diệt khẩu. Đồ độc địa. Ngươi muốn làm gì? Bắc Thần nheo mắt lại đầy dữ tợn, vung tay chỉ vào hai người kia, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin sao? Cặp nam nữ kia liếc nhau một cái rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Hắn cũng không chần chừ, lập tức cởi trường bào trên người ra, chỉ để lại độc một cái quần lót. Hình ảnh này khiến cô gái mặc váy đen trắng không khỏi chau mày. Diệp Huyên tự chỉ vào bản thân, nhìn rõ chưa? Trên người ta còn không có một cọng lông. Rồi chỉ Bắc Thần, còn cô thì sao? Cô dám đưa chiếc nhẫn trên tay kia cho mọi người xem không? Dám không? Sau những lời này, ánh mắt của đôi nam nữ chuyển hướng sang Bắc Thần, hay đúng hơn là chiếc nhẫn trên ngón tay nàng ta. Chương 118, ta tin hắn. Ánh mắt Bắc Thần nhìn Diệp Huyên đã mang theo sát ý, đường đường là đại kiếm tu mà là vô liêm sỉ đến mức này, sao ngươi không sửa thành tiện tu luôn đi? Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng ùa ra từ nàng ta, xông thẳng về phía Diệp Huyên khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Nhưng nam tử và cô gái kia đã đồng loạt tỏa khí thế, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan uy áp của Bắc Thần. Diệp Huyên thở phào một cái. Bắc Thần quắc mắt chừng hai người kia, các ngươi là heo hay sao mà tin câu chuyện hoang đường của hắn. Dù sao hắn cũng là kiếm tu, hẳn sẽ không nói dối. Nam tử liếc nhìn dòng máu không ngừng uốn lượn từ khóe môi Diệp Huyên rồi lại nhìn vào tay Bắc Thần, muốn biết là thật hay giả, ngươi chỉ cần đưa nhẫn cho chúng ta xem là được rồi, không phải sao. Sắc mặt Bắc Thần lạnh đi. Xem nhẫn là đại kỵ với võ giả, là một yêu cầu quá đáng không thể chấp nhận được. Thấy bàn tay Bắc Thần siết lại, hai người kia lập tức bày ra vẻ phòng bị, sẵn sàng xuất thủ bất kỳ lúc nào. Diệp Huyên cách đó không xa lại hô lên, nàng ta đang đợi viện binh từ học viện Thương Mộc đấy. Ta đã thấy nàng ta gửi tín hiệu cầu cứu. Người của Thương Mộc sắp đến rồi, nàng ta chỉ đang câu giờ thôi. Sắc mặt đôi nam nữ nhuốm màu lạnh lẽo. Tìm viện binh, câu giờ. Một dòng khí bí ẩn bất ngờ chuyển động quanh họ. Nếu ánh mắt có thể giết người, e là Diệp Huyên đã chết cả trăm lần dưới tay Bắc Thần rồi. Giết! Đúng lúc ấy, Diệp Huyên gào lên một tiếng, nhảy bổ vào Bắc Thần. Đôi nam nữ do dự một thoáng rồi cũng tấn công. Diệp Huyên vừa đối mặt với Bắc Thần đã bị nàng ta đánh bay ra ngoài. Hắn không những không trả đòn mà mượn lực lăn xuống sườn núi, tiện tay nhặt lại quyển võ kỹ dưới đống lá rồi tiếp tục lăn cho đến khi biến mất. Hắn bỏ lại những âm thanh của một trận chiến bắt đầu vang lên sau lưng. Cắm đầu chạy thục mạng về lưỡng giới thành. Không lâu sau khi hắn bỏ chạy, Bắc Thần lùi về sau,
kéo giãn khoảng cách với cặp nam nữ kia rồi lạnh lùng gắt lên, lũ ngu đốn, nhìn đằng sau các ngươi kìa. Hai người kia thoáng liếc nhau rồi cùng nhìn lên bầu trời, sắc mặt khó xem vô cùng. Bị lừa rồi. Những người đứng đằng sau vốn cũng không chú ý đến Diệp Huyên nên không thể kịp thời thông báo cho họ. Tuy chỉ vừa trải qua mấy giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để Diệp Huyên chạy thật xa. Bắc thần nhìn về một hướng nọ, kiếm tu mà có thể vô liêm sỉ đến mức này, thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt. Nam tử kia lạnh lùng thốt lên, yên tâm, hắn không chạy thoát được. Quyền võ kỹ bậc địa thượng phẩm ấy sẽ thuộc về Ninh Quốc ta. Ninh Quốc. Bắc thần liếc ông ta một cái rồi bỏ đi. Ninh Quốc, Khương Quốc, Đường Quốc. Đó là những cái tên hoàn toàn không có ý nghĩa gì với những thiên tài như Bắc thần, vì sẽ có ngày họ đặt chân đến một nơi tốt hơn. Cửu công chúa tựa lưng vào tường lưỡng giới thành, hai tay khoanh lại, không biết đang suy tư gì. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái trong trang phục trắng như tuyết đang đi đến. Không ai khác ngoài An Lan Tú. Nàng ấy dõi mắt nhìn dãy núi xa xăm, lên tiếng trước khi cửu công chúa kịp mở miệng, ngươi trách lầm hắn rồi. Thấy người bạn thân nhíu mày, nàng ấy tiếp lời, hắn không phải dạng người như vậy. Cửu công chúa thấp giọng quát, không ai lại không động tâm trước võ kỹ bậc địa thượng phẩm cả. An Lan Tú chỉ mỉm cười, ta tin hắn. Chương 119, Minh Kiếm. Ta tin hắn. An Lan Tú nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất kiên định. Cửu công chúa tựa trên vách tường, nhẹ giọng hỏi Tiểu An, đánh cược không? An Lan Tú quay đầu nhìn về phía cửu công chúa cười nói, đánh cược hắn không phải loại người như vậy, nếu như hắn là lò ai người như vậy, Tiểu An, ngươi ở lại thêm một năm sau hẳn đi. An Lan Tú hỏi ngược lại, nếu không phải thì sao? Cửu công chúa cười đáp, vậy là ta trách lầm hắn. Ta sẵn sàng xin lỗi hắn, đồng thời tặng kim đao cho hắn. Tặng kim đao. An Lan Tú hơi sửng sốt. Cửu công chúa nở nụ cười danh mãnh, sao vậy, đừng nói ngươi ăn giấm nhé. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía núi sâu xa xa, ta không cho giấm vào đồ ăn. Cửu công chúa. Trong núi thảm. Diệp Huyên còn đang lao nhanh, mục tiêu của hắn bây giờ là lưỡng giới thành, vì nơi đó là đại bản doanh của Khương Quốc, đến nơi đó, chắc chắn những nhân vật lớn bên trên sẽ không dám trắng trợn phá hoại quy tắc trò chơi như vậy nữa. Chẳng mấy chốc, hắn đi đến một khu rừng rậm, xuyên qua cánh rừng này sẽ có thể nhìn thấy lưỡng giới thành. Diệp Huyên cong môi, tăng nhanh tốc độ, mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên dừng lại. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng hoa lệ, tóc dài xõa trên vai, tay phải chắp phía sau, ông ta cứ nhìn Diệp Huyên như thế, giao thứ kia ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Diệp Huyên sa sầm mặt. Người trước mặt chắc chắn là một nhân vật lớn bên trên. Rất rõ ràng đối phương đã chuẩn bị bất chấp tất cả vì võ kỹ bậc địa này. Diệp Huyên chậm rãi nắm chặt tay phải, nam tử ở phía xa nở nụ cười châm chọc muốn ra tay à. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, dù đưa cho ông thứ này, ông cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ông sẽ giết người diệt khẩu, không phải sao. Nam tử trung niên cười khẽ, ngươi thông minh đấy, nhưng dù ngươi không đưa ra, chẳng lẽ ta không thể giết ngươi để cướp lấy thứ kia à? Nói xong, ông ta bèn muốn ra tay, nhưng Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, ông thật sự cho rằng ta sẽ mang thứ kia theo trên người à? Nghe vậy, nam tử trung niên cau mày, xem ra ta xem thường trí thông minh của ngươi rồi. Nhưng không sao, đợi ta bắt được ngươi rồi, ta sẽ có cách khiến ngươi nói ra vị trí của thứ kia. Dứt lời, ông ta tiến lên một bước. Mặt đất trước mặt ông ta lập tức nứt ra. Đồng thời kéo dài đến trước mặt Diệp Huyên với tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Huyên hoàn toàn biến sắc, không dám sơ suất, đánh ra một quyền. Cú đấm này có thể nói là dùng hết sức lực. Vì nam tử trung niên trước mắt ít nhất là thông u cảnh, đương nhiên hắn không dám xem thường cao thủ như thế rồi. Đấm ra một quyền, lực đấm và chiến ý mạnh mẽ chấn động. Ầm, một âm thanh lớn vang lên, Diệp Huyên bay ra xa mấy chục trượng. Diệp Huyên từ từ bò dậy từ dưới đất, mà cả cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn bị đánh nát. Nam tử trung niên ở phía xa híp mắt lại, thân thể thật khỏe mạnh, không ngờ lại có thể đỡ được một đòn của ta, xem ra là hơi khinh thường ngươi rồi. Dứt lời, ông ta dậm nhẹ chân phải, một tảng đá lớn như nắm đấm đột nhiên bay lên, sau đó tựa như mũi tên rơi cung bắn mạnh về phía Diệp Huyên. Tốc độ cực kỳ nhanh, cắt đứt không khí.
Diệp Huyên ở phía đối diện nam tử trung niên híp mắt lại, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, một giây sau, kiếm quang chợt lóe lên. Ong! Có tiếng kiếm reo vang lên. Sau đó, tảng đá kia bị kiếm quang chém nứt đôi, chớp mắt một cái, kiếm quang đã bay đến trước mặt nam tử trung niên. Nam tử phì cười, vung tay áo. Ầm! Kiếm quang lập tức nổ tung, Diệp Huyên bị chấn động đến mức bay xa mấy chục trượng. Nam tử trung niên hít mắt, quả nhiên là kiếm võ song tu. Nói xong, ông ta nhìn một vòng xung quanh, xem ra phía sau ngươi thật sự không có ai. Nếu không từ đầu đến giờ, không thể nào không ra tay được. Ông ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Lúc trước sở dĩ ông ta không tùy tiện ra tay rõ ràng là đang kiêng dè, không biết sau Diệp Huyên có ai không. Bình thường những thiên tài yêu nghiệt đi đến đây chắc chắn đều có thể lực ở sau lưng. Mà đến tận lúc này, khi Diệp Huyên đã đến bước đường cùng, sau lưng hắn vẫn không có chút động tĩnh nào, điều này làm ông ta chắc chắn rất có thể người trước mặt là một tán tu. Nếu là tán tu, đương nhiên ông ta không cần sợ gì nữa. Diệp Huyên ở phía xa nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ông ta ngày càng gần hắn hơn, lúc chỉ còn cách hắn mấy trượng, Diệp Huyên đột nhiên nhảy về phía trước. Thấy Diệp Huyên còn muốn ra tay, nam tử trung niên nở nụ cười châm chọc, Diệp Huyên chỉ là khí biến cảnh, chênh lệch với ông ta tận hai cảnh giới lớn, sao có thể là đối thủ của ông ta được. Nghĩ vậy, ông ta bắt đầu hơi lơ là, nhưng đây cũng là bình thường, dẫu sao hai người thật sự chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mà đúng lúc này, trong tay trái Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nữa, hai tay hắn chạm vào nhau, hai thanh kiếm cứ thế dung hợp thành một thanh kiếm. Vào khoảnh khắc dung hợp kiếm xong, hai tay Diệp Huyên bị nứt, máu tươi tràn ra. Hai kiếm hợp làm một, trong nháy mắt đã tăng cấp lên minh kiếm. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện. Nhất kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này hoàn toàn vượt khỏi thực lực nên có của Diệp Huyên lúc này. Vào lúc Diệp Huyên xuất kiếm, nam tử trung niên trợn tròn mắt, sao có thể? Uy thế của một kiếm này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của ông ta. Nam tử trung niên không kịp nghĩ nhiều, xoay nhẹ tay phải, sau đó vung lên trên. Chương 120, phía sau ta có đại thần. Một vòng xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay nháy mắt nhấn chìm chiêu kiếm của Diệp Huyên. Xung quanh thoáng yên tĩnh. Ầm. Vòng khí xoáy kia ầm ầm vỡ vụn, nam tử trung niên bị đẩy lùi chừng 20 mấy trượng, ông ta vừa mới dừng lại, cả ống tay áo bên cánh tay phải đã rách nát, lúc này cánh tay phải của ông ta cũng dạn nứt thành hình mạng nhện, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong những khe hở nhỏ kia. Nam tử trung niên nhìn cánh tay mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, trong mắt lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm túc, minh kiếm, kiếm kỹ bá đạo giấy. Lúc này ông ta hơi nghĩ lại mà sợ. Vì nếu thiếu niên trước mắt có cảnh giới cao hơn một bậc nữa, thì rất có thể chiêu kiếm khi nãy đã lấy mạng ông ta rồi. Chiêu kiếm này thật sự hơi kinh khủng, khiến bây giờ ông ta vẫn có chút khiếp đảm. Ở phía xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn không được. Chênh lệch cảnh giới vẫn quá xa, bây giờ hắn muốn khiêu chiến đối phương vượt hai cấp là không thể nào. Trừ khi hắn đạt đến lăng không cảnh sẽ có thể đấu một trận với đối phương. Nhưng làm thế nào đây? Chiến đấu. Đánh không lại. Trốn. Chắc chắn cũng trốn không thoát. Gọi người. Gọi ai đây? Diệp Huyên liên tục suy nghĩ, chẳng mấy chốc, mắt hắn sáng lên, hắn lạnh lùng nhìn về phía nam tử trung niên, ta khuyên ông nên rút lui ngay đi, nếu không, lát nữa ông muốn đi cũng không đi được đâu. Nam tử nhếch môi, ngươi muốn nói với ta phía sau ngươi có người, đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, đương nhiên, ta cho ông biết, trong người ta có một đại thần cực kỳ lợi hại đấy, tiếp tục ủng hộ website tsaoamlinh247.com nha. Đại thần. Nam tử trung niên cười khẽ trong người ngươi. Thiếu niên à, đừng nói ngươi bị đánh chấn động não rồi nhé. Nói xong, ông ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, nếu thật sự có đại thần thì ngươi mời ra cho ta xem thử đi. Trên tay phải giấu ở sau lưng ông ta có lục quang lượn lờ, theo lục quang, tay phải ông ta bắt đầu chậm rãi lành lại. Ông ta biết Diệp Huyên đang kéo dài thời gian, mà ông ta cũng đang kéo dài thời gian. Phải biết rằng ở nơi này còn có một vài cao thủ không yếu hơn ông ta nhất định phải giữ trạng thái hoàn hảo cho mình, nếu không để người khác biết ông ta bị thương, chính ông ta cũng không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Huyên chậm rãi lùi về sau, ông quá yếu, đại thần không có hứng thú với ông.
Nam tử trung niên cười khẩy, không có hứng thú với ta. Buồn cười, ta thấy có lẽ đại thần trong lời ngươi nói sợ rồi nên không dám ra đúng không? Ta. Đúng lúc này. Chát. Một tiếng bạt tai vang dội vang lên, nam tử trung niên bay thẳng ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Huyên trợn mắt, xoay người bỏ chạy. Nam tử phía sau hắn bò dậy, trên má phải của ông ta có thể một dấu móng tay nho nhỏ màu đỏ. Nam tử trung niên sờ má mình, vẻ mặt ngơ ngác, ai đánh mình vậy? Ông ta nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện ra ai cả, sắc mặt ông ta dần trở nên nặng nề, ông ta dè dặt nhìn bốn phía cao nhân nào ở đây. Không có ai trả lời. Còn Diệp Huyên đã chạy khỏi cánh rừng kia. Nam tử trung niên còn đang đề phòng xung quanh. Sau khi chạy khỏi khu rừng, Diệp Huyên nhìn thấy Lưỡng Giới Thành, hắn tăng tốc, mà trên khóe miệng hắn có máu tươi không ngừng chảy ra, chẳng những thế, hai cánh tay hắn cũng đang không ngừng chảy máu, ngoài ra, những vết thương vốn dĩ đã khép lại trước ngực cũng bị rách, máu tươi theo đó tràn ra, quần áo trước ngực nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu. Bị thương nặng. Chiến đấu với nam tử trung niên một trận khiến hắn bị thương nặng, cuối cùng còn cố dung hợp hai thanh kiếm lại, sau đó triển khai nhất kiếm định sinh tử, điều này khiến hắn bị thương càng nặng hơn, có thể nói là nếu không phải hắn tu luyện được kim thân cảnh, cơ thể và ngũ tạng cứng rắn khác thường thì lúc này hắn đã xong rồi. Trước cổng Lưỡng Giới Thành, nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, khi thấy bóng người nhếch nhác kia, tay nàng ấy khẽ run lên. Cửu công chúa ở phía sau nữ tử áo trắng cũng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người xa xa, nàng ngây người. Diệp Huyên nhanh chóng chạy tới trước mặt bọn họ, khi thấy nữ tử áo trắng, Diệp Huyên ngây người, một giây sau, hắn tiện tay ném một cái, cuốn võ kỳ bậc địa thượng phẩm kia bị hắn ném tới trước mặt cửu công chúa như vứt xác, còn hắn thì chậm rãi đi tới trước mặt nữ tử áo trắng. Nhếch miệng cười, sao cô lại đến đây? Vừa mới nói xong, trong miệng hắn có máu tươi chảy ra, sau đó thì ngã xuống. Nữ tử áo trắng theo bản năng đỡ lấy Diệp Huyên, còn Diệp Huyên nằm nhoài trong lòng nàng ấy, rất mềm, hắn theo bản năng ôm lấy eo nữ tử áo trắng, vùi đầu trước ngực nàng ấy. Người nữ tử áo trắng cứng đờ, nhưng không đẩy Diệp Huyên ra. Một ông lão ở một góc nào đó của tường thành dậm chân, tiểu thư, đẩy hắn ra đi, đẩy tên khốn kiếp kia ra đi. Nhưng nữ tử áo trắng kia vẫn không đẩy Diệp Huyên ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt ông lão nơi góc tường cực kỳ khó coi, nói đúng hơn là vô cùng âm trầm. Tiểu thư nhà mình có quan hệ thân mật với một nam tử như thế từ khi nào vậy nhỉ? Đúng lúc này, cách vị trí nữ tử áo trắng và Diệp Huyên không xa, có ba bóng người đang nhanh chóng lao tới. Người đi đầu chính là Bắc Thần, sau lưng nàng ta là một nam một nữ. An Lan Tú nhìn thoáng qua ba người. Sau đó, nàng nhẹ nhàng giao Diệp Huyên cho cửu công chúa rồi quay người nhìn về một phía. Lúc này, ông lão ngồi góc tường đã xuất hiện trước mặt nàng, lên tiếng nói, tiểu thư, đã tra rõ ràng, trên kia có một vài người không tuân thủ quy tắc trò chơi. An Lan Tú khẽ gật đầu nói, ta biết rồi. Dứt lời, nàng chậm rãi đi tới chỗ ba người Bắc Thần. Ông lão kia hơi do dự một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng im. Bởi ông ta cảm giác được có vẻ tiểu thư nhà mình đang tức giận. Thấy An Lan Tú, sắc mặt Bắc Thần lập tức thay đổi. Một nam một nữ đi theo đằng sau nàng ta không biết An Lan Tú, nhưng nàng ta thì nhận ra được. Cả Khương Quốc, có ai là không biết An Lan Tú cơ chứ? Sắc mặt Bắc Thần có vẻ vô cùng kiêng dè. Có rất nhiều người không biết, lúc trước An Lan Tú đã từng nhận được lời mời nhập học của Học viện Thương Mộc. Mà còn là do đích thân viện trưởng Học viện Thương Mộc ra mặt mời nàng. Vậy mà An Lan Tú trả lời rằng, chỉ cần Học viện Thương Mộc có người từ 30 tuổi trở xuống đánh bại được mình, nàng sẽ gia nhập Học viện Thương Mộc. Khi ấy, có hai người đại diện Học viện Thương Mộc nghênh chiến An Lan Tú, một trong số đó là nàng ta. Mà kết quả là, An Lan Tú không gia nhập Học viện Thương Mộc. Thấy An Lan Tú, Bắc Thần biết cuốn võ kỹ thượng phẩm cấp địa kia không phải chuyện đùa. Bắc Thần đã có ý muốn rút lui. Đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên biến mất. Thấy vậy, Bắc Thần biến sắc. Hai tay nàng ta kết thành một thủ ấn hình vuông. Tiếp sau đó, nhẹ nhàng ép xuống, hô, ngự phong vô cực. Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh chợt có gió bốc lên. Chỉ trong chớp mắt, cơn gió mạnh kia đã ngưng lại thành một vòi rồng bao lấy toàn thân nàng ta. Mà đúng lúc này, trong tay An Lan Tú đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Nàng đá mạnh chân phải lên thân thương. Trường thương bắn ra nhanh như một tia chớp. Oanh! Nơi xa,
Vòi rồng kia vỡ tan tành, cùng lúc đó, một cái bóng lóe lên trong sân. Bành! Sau một tiếng vang trầm đục, một bóng người bắn ra xa hơn mấy chục trượng. Cái bóng này chính là Bắc Thần. Bắc Thần vừa dừng lại, mặt đất sau lưng nàng ta lập tức rạn nứt, khóe miệng nàng ta chảy ra một dòng chất lỏng đỏ thấm. Thấy vậy, một nam một nữ cách đó không xa lập tức biến sắc. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Bắc Thần, nhưng khi đối mặt với nữ tử áo trắng này, Bắc Thần lại bại chỉ với một chiêu. Ánh mắt hai người kia nhìn An Lan Tú tràn đầy tò mò và kiêng kỵ. An Lan Tú cũng không dừng tay, sau khi đánh lui Bắc Thần chỉ với một đòn thì thân hình nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt sau đó, một thanh ngân thương đã xuất hiện trước mặt Bắc Thần, thương ra như rồng, ẩn chứa sức mạnh bá đạo vô song. Đồng tử Bắc Thần hơi co lại, khóe miệng cong lên dữ tợn, một khắc sau, nàng ta lại một lần nữa kết thủ ấn, thú hồn ấn. Oanh! Một luồng khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng ta quét ra, cùng lúc đó, một thú ảnh hư ảo xuất hiện sau lưng nàng ta. Từ khi hư ảnh này xuất hiện, một luồng áp lực vô hình chấn động cả mặt sân, khiến cho mặt đất cũng trở nên hỗn loạn. Thú ảnh gầm lên giận dữ với An Lan Tú, sau đó vọt tới chuôi trường thương của nàng. Lúc này, mũi ngân thương lóe lên một tia hàn mang. Cả hai vừa tiếp xúc. Oanh! Thú ảnh lập tức tiêu tán chỉ trong chớp mắt, mà Bắc Thần bên dưới thú ảnh bị ném bay ra ngoài mấy chục trượng. Một bên khác, một nam một nữ kia thấy Bắc Thần lại bại thì không chần chừ nữa mà cùng vọt thẳng tới chỗ An Lan Tú. An Lan Tú chẳng buồn liếc mắt nhìn họ, chỉ nâng tay phải đang cầm thương quét sang. Một cú quét này, thoải mái tùy ý, gần như có xu thế quét sạch mọi thứ. Một nam một nữ kia còn chưa tới gần An Lan Tú đã bị uy thế của một thương này chấn động đến mức phải nhanh chóng lùi lại. Mà thân hình An Lan Tú hơi nhoáng lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Bắc Thần. Binh! Đám người còn chưa nhìn ra được An Lan Tú ra tay thế nào, Bắc Thần đã bay vèo ra mấy chục trượng. Lần này nàng ta rơi vừa rơi xuống đất, An Lan Tú đã xuất hiện ngay trước mặt nàng ta như quỷ mị, rồi đá một cước vào bụng nàng ta. Bắc Thần cong người bay sàn sạt dưới mặt đất thêm hơn vài chục trượng nữa, đến khi đụng nát một tảng đá mới dừng lại. An Lan Tú muốn tiếp tục ra tay, nhưng một ông lão tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, chính là một trong ba phó viện trưởng của Học viện Thương Mộc, Mạc Tùng. Chương 121, An Lan Tú không gia nhập Học viện Thương Mộc. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt ông lão nơi góc tường cực kỳ khó coi, nói đúng hơn là vô cùng âm trầm. Tiểu thư nhà mình có quan hệ thân mật với một nam tử như thế từ khi nào vậy nhỉ? Đúng lúc này, cách vị trí nữ tử áo trắng và Diệp Huyên không xa, có ba bóng người đang nhanh chóng lao tới. Người đi đầu chính là Bắc Thần, sau lưng nàng ta là một nam một nữ. An Lan Tú nhìn thoáng qua ba người, sau đó, nàng nhẹ nhàng giao Diệp Huyên cho cửu công chúa rồi quay người nhìn về một phía. Lúc này, ông lão ngồi góc tường đã xuất hiện trước mặt nàng, lên tiếng nói, tiểu thư, đã tra rõ ràng, trên kia có một vài người không tuân thủ quy tắc trò chơi. An Lan Tú khẽ gật đầu nói, ta biết rồi. Dứt lời, nàng chậm rãi đi tới chỗ ba người Bắc Thần. Ông lão kia hơi do dự một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng im, bởi ông ta cảm giác được có vẻ tiểu thư nhà mình đang tức giận. Thấy An Lan Tú, sắc mặt Bắc Thần lập tức thay đổi. Một nam một nữ đi theo đằng sau nàng ta không biết An Lan Tú, nhưng nàng ta thì nhận ra được. Cả Khương Quốc, có ai là không biết An Lan Tú cơ chứ? Sắc mặt Bắc Thần có vẻ vô cùng kiêng dè. Có rất nhiều người không biết, lúc trước An Lan Tú đã từng nhận được lời mời nhập học của Học viện Thương Mộc, mà còn là do đích thân viện trưởng Học viện Thương Mộc ra mặt mời nàng. Vậy mà An Lan Tú trả lời rằng, chỉ cần Học viện Thương Mộc có người từ 30 tuổi trở xuống đánh bại được mình, nàng sẽ gia nhập Học viện Thương Mộc. Khi ấy, có hai người đại diện Học viện Thương Mộc nghênh chiến An Lan Tú, một trong số đó là nàng ta. Mà kết quả là, An Lan Tú không gia nhập Học viện Thương Mộc. Bằng chuyện vừa hoàn thành một. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án hai. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be ba. Hoa trong gương, trang dưới nước bốn. Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõi bằng. Thấy An Lan Tú, Bắc Thần biết cuốn võ kỹ thượng phẩm cấp địa kia không phải chuyện đùa. Bắc Thần đã có ý muốn rút lui. Đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên biến mất,
Thấy vậy, Bắc Thần biến sắc, hai tay nàng ta kết thành một thủ ấn hình vuông, tiếp sau đó, nhẹ nhàng ép xuống, hô, ngự phong vô cực. Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh chợt có gió bốc lên, chỉ trong trước mắt, cơn gió mạnh kia đã ngưng lại thành một vòi rồng bao lấy toàn thân nàng ta. Mà đúng lúc này, trong tay An Lan Tú đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, nàng đá mạnh chân phải lên thân thương. Ầm, trường thương bắn ra nhanh như một tia chớp. Oanh, nơi xa, vòi rồng kia vỡ tan tành, cùng lúc đó, một cái bóng lóe lên trong sân. Bành, sau một tiếng vang trầm đục, một bóng người bắn ra xa hơn mấy chục trượng. Cái bóng này chính là Bắc Thần. Bắc Thần vừa dừng lại, mặt đất sau lưng nàng ta lập tức rạn nứt, khóe miệng nàng ta chảy ra một dòng chất lỏng đỏ thấm. Thấy vậy, một nam một nữ cách đó không xa lập tức biến sắc. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Bắc Thần, nhưng khi đối mặt với nữ tử áo trắng này, Bắc Thần lại bại chỉ với một chiêu. Ánh mắt hai người kia nhìn An Lan Tú tràn đầy tò mò và kiêng kỵ. An Lan Tú cũng không dừng tay, sau khi đánh lui Bắc Thần chỉ với một đòn thì thân hình nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt sau đó, một thanh ngân thương đã xuất hiện trước mặt Bắc Thần, thương ra như rồng, ẩn chứa sức mạnh bá đạo vô song. Đồng tử Bắc Thần hơi co lại, khóe miệng cong lên dữ tợn, một khắc sau, nàng ta lại một lần nữa kết thủ ấn, thú hồn ấn. Oanh! Một luồng khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng ta quét ra, cùng lúc đó, một thú ảnh hư ảo xuất hiện sau lưng nàng ta. Từ khi hư ảnh này xuất hiện, một luồng áp lực vô hình chấn động cả mặt sân, khiến cho mặt đất cũng trở nên hỗn loạn. Thú ảnh gầm lên giận dữ với An Lan Tú, sau đó vọt tới chuôi trường thương của nàng. Lúc này, mũi ngân thương lóe lên một tia hàn mang. Cả hai vừa tiếp xúc. Oanh! Thú ảnh lập tức tiêu tán chỉ trong chớp mắt, mà Bắc Thần bên dưới thú ảnh bị ném bay ra ngoài mấy chục trượng. Một bên khác, một nam một nữ kia thấy Bắc Thần lại bại thì không chần chừ nữa mà cùng vọt thẳng tới chỗ An Lan Tú. An Lan Tú chẳng buồn liếc mắt nhìn họ, chỉ nâng tay phải đang cầm thương quét sang. Một cú quét này, thoải mái tùy ý, gần như có xu thế quét sạch mọi thứ. Ầm! Một nam một nữ kia còn chưa tới gần An Lan Tú đã bị uy thế của một thương này chấn động đến mức phải nhanh chóng lùi lại. Mà thân hình An Lan Tú hơi nhoáng lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Bắc Thần. Binh! Đám người còn chưa nhìn ra được An Lan Tú ra tay thế nào, Bắc Thần đã bay vèo ra mấy chục trượng. Lần này nàng ta rơi vừa rơi xuống đất, An Lan Tú đã xuất hiện ngay trước mặt nàng ta như quỷ mị, rồi đá một cước vào bụng nàng ta. Ầm! Bắc Thần cong người bay sàn sạt dưới mặt đất thêm hơn vài chục trượng nữa, đến khi đụng nát một tảng đá mới dừng lại. An Lan Tú muốn tiếp tục ra tay, nhưng một ông lão tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, chính là một trong ba phó viện trưởng của Học viện Thương Mộc, Mạc Tùng. Chương 122, bàn luận nhân sinh, nói về lý tưởng. An Lan Tú cũng không dừng tay, cầm thương giáng xuống. Mạc Tùng nhắm hai mắt lại, phất tay áo. Một luồng khí thế cường đại quét ra. Ầm! Chỉ trong chớp mắt, luồng khí thế kia đã nát tan, Mạc Tùng lùi lại mấy bước, mà An Lan Tú vẫn đứng nguyên bất động. Thấy cảnh tượng này, Mạc Tùng cảm thấy vô cùng kinh hãi. An Lan Tú đang định tiếp tục ra tay, Mạc Tùng đã vội vàng nói, An Quốc Sĩ, không phải Học viện Thương Mộc ta làm hắn bị thương, mà là hầu gia Ngô Vân Sơn của Ninh Quốc. An Lan Tú ngừng lại. Mạc Tùng chỉ một nam một nữ cách đó không xa, hai người này cũng là người Ninh Quốc. An Lan Tú quay sang nhìn một nam một nữ kia, cả hai đều biến sắc, rõ ràng lúc này bọn họ cũng đã nhận ra được thân phận của An Lan Tú. An Lan Tú, thiên chi kiêu tử của Khương Quốc. An Lan Tú nhìn hai người kia, tay phải chậm rãi siết chặt trường thương. Lúc này, một âm thanh yếu ớt vang lên từ sau lưng nàng, An cô nương. An Lan Tú lập tức quay lưng đi tới trước mặt cửu công chúa, lúc này Diệp Huyên đã tỉnh táo lại, nhưng vô cùng yếu ớt. Diệp Huyên nhếch miệng cười nói, đừng đánh nữa. An Lan Tú trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, hôm nay ta bị thiệt lớn, sau này để ta tự đòi lại là được. Hắn không muốn dựa dẫm vào An Lan Tú, như vậy sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy mình như một tiểu bạch kiểm và hắn chẳng hề thích cái cảm giác này. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gật đầu trả lời, được. Thấy cảnh tượng này, Mạc Tùng đứng cách đó không xa thở ra một hơi. Nếu An Lan Tú không chịu bỏ qua thì ông ta quả thực không biết nên làm sao cho phải. Mà một nam một nữ bên kia cũng có vẻ thả lỏng hơn, hiển nhiên,
Bọn họ cũng không muốn đánh nhau với An Lan Tú. Mạc Tùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên cách đó không xa, sau đó quay người dẫn Bắc Thần rời đi. Một nam một nữ kia không dám ở lâu, cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa, cửu công chúa đã bất ngờ lên tiếng, đừng phí lời nữa, còn ngại chảy máu quá ít hay sao hả? An Lan Tú đang muốn đến gần Diệp Huyên, thì Lão Linh đã đột ngột đi tới bên cạnh nàng, nói tiểu thư, người thực sự muốn hắn chết sao? Nghe Lão Linh hỏi vậy, cửu công chúa và Diệp Huyên đều nhìn lại ông ấy. An Lan Tú nhìn sang Lão Linh. Lão Linh cười khổ nói, tiểu thư à, người là người ưu tú nhất ngàn năm qua của tộc ta, có bao nhiêu thế lực và tông môn muốn kết thông gia với tộc ta. Nếu để bọn họ biết người thân thiết với thiếu niên này như thế, người cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Những người kia không dám ra tay với người, nhưng ta dám cam đoan, rất có thể một lúc nào đó hắn sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này mà không ai biết. Những người kia quả thực có thể làm được chuyện như vậy đấy. Nói đến đây, ông ấy hơi khựng lại một lát rồi nói tiếp, còn cả gia chủ nữa, tiểu thư cũng biết rõ kỳ vọng của ngài với người như thế nào, tiểu thư có thể thích một người, nhưng người đó không thể là người bình thường, đúng vậy, Diệp Huyên này, dù là thiên phú hay các phương diện khác quả thực đều không tệ, nhưng hắn không có tư cách đứng cạnh tiểu thư, trừ phi hắn có thể trở thành kiếm hoàng hoặc kiếm chủ trước 30 tuổi. Nhưng điều đó vốn là chuyện không thể nào. Tiểu thư, người càng tới gần hắn sẽ càng chết nhanh hơn, điểm này, hẳn là trong lòng tiểu thư cũng rõ ràng chứ. Tiếng ông ấy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cựu công chúa và Diệp Huyên đều nghe được. Hiển nhiên, ông ấy cố ý nói cho Diệp Huyên nghe. An Lan Tú im lặng. Lão Linh trầm giọng nói, tiểu thư, người thật sự không thể đến gần hắn. Người và hắn thuộc về hai thế giới khác nhau, hiện giờ hắn không có tư cách tiến vào thế giới của người. An Lan Tú không để ý đến Lão Linh, mà nhìn sang Diệp Huyên hỏi, huynh thấy thế nào? Diệp Huyên hỏi lại nàng, cô có xem ta là bằng hữu không? An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyên nhếch miệng cười, vậy mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Nghe vậy, An Lan Tú mỉm cười. Diệp Huyên nhìn thấy thế liền ngẩn người. An Lan Tú đi tới trước mặt Diệp Huyên, lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau máu tươi dính trên khóe miệng hắn rồi khẽ nói, ngày sau gặp lại, ta mong huynh vẫn là thiếu niên phóng khoáng. Dứt lời, nàng thu lại khăn lụa rồi rời đi. Hôm khác ta còn có thể tìm cô không? Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng hỏi. An Lan Tú dừng chân, đáp trung thổ thần châu, ta chờ huynh. Nói xong, nàng cất bước, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Lão Linh nhìn Diệp Huyên thật sâu, hỏi lại tìm tiểu thư làm gì? Diệp Huyên nhếch miệng cười đáp, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Sắc mặt Lão Linh tái xanh cả lại, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên một cái, nói, đừng có tự rước lấy nhục. Dứt lời, ông ấy vội vàng quay người đi theo An Lan Tú. Diệp Huyên vẫn cứ đứng đó nhìn theo phương xa, tới khi bóng hình An Lan Tú hoàn toàn biến mất vẫn không rời mắt. Lúc này, cựu công chúa đứng bên cạnh Diệp Huyên lên tiếng nhắc nhở, còn nhìn cái gì nữa? Người ta đi rồi. Diệp Huyên thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng giật giật thân thể, hình như động đến vết thương nên đau đến mức hít một hơi khí lạnh. Cửu công chúa liếc nhìn Diệp Huyên, ô, biết đau cơ à? Diệp Huyên khoác một tay lên vai cửu công chúa, toàn thân dựa hết vào người nàng ấy. Cửu công chúa cau mày, đang định đẩy hắn ra, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên ngực hắn thì ngẩn ra. Vì cứu nàng ấy mà Diệp Huyên phải chịu vết thương này. Giờ đây, thỉnh thoảng vết thương vẫn còn ứa máu tươi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, nói, đại tỷ, cô có thể dìu ta đi tìm đại phu nhanh một chút được không? Cửu công chúa lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, đại phu cái gì? Ta thấy vừa rồi lúc ngươi nhìn Tiểu An còn quên luôn cả việc mình bị thương kia mà. Thì ra nhìn mỹ nữ còn có thể chữa thương được cơ đấy. Mặc dù nói vậy nhưng nàng ấy vẫn chậm rãi đỡ Diệp Huyên đi vào trong thành. Ta đau thắt lưng, chân cũng đau, cô có thể cõng ta không? Không, không được. Ta không đi nổi nữa. Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Khục, thật ra ta vẫn có thể đi được hai bước. Chương 123, Kiếm Liên Tú. Nhờ cửu công chúa đỡ mà Diệp Huyên đã vào được trong lưỡng giới thành. Đám binh sĩ trong thành nhanh chóng vây quanh hắn, nhưng khi thấy cửu công chúa đỡ hắn thì đều ngây ra như phỗng. Mặc dù cửu công chúa hào sảng, nhưng trong quân doanh chưa bao giờ thân mật với nam tử nào như vậy. Chợt cửu công chúa nhìn lướt qua đám binh sĩ kia, hỏi, nhìn cái gì?
còn chưa biết cút đi à? Đám người kia nghe vậy lập tức tản ra như chim vỡ tổ. Lúc này, toàn thân Diệp Huyên đã tê liệt rồi. Lần này là thật sự mỏi mệt, không chịu đựng nổi nữa. Cửu công chúa khẽ lắc đầu rồi nhấc hẳn hắn lên đi vào trong doanh trướng của mình. Bài trí trong doanh trướng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, và một cái sa bàn. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa. Cửu công chúa đặt Diệp Huyên nằm lên giường của mình rồi ra lệnh gọi tiểu y đến. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử váy lục đi tới, trên tay nàng ta cầm theo một dương thuốc. Người này chính là y sinh ngự dụng của cửu công chúa. Cửu công chúa lui qua một bên, nhìn Diệp Huyên, trầm giọng nói, chữa khỏi cho hắn, đừng bận tâm đến việc phải dùng thuốc gì. Nữ tử váy lục tên tiểu y khẽ gật đầu rồi đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ nhàng đặt ngón tay ngọc lên mạch của hắn kiểm tra, nhíu mi nói, hắn bị thương rất nặng. Nghe vậy, cửu công chúa cau mày ra lệnh cứu hắn. Tiểu y khẽ gật đầu. Điện hạ yên tâm, mặc dù hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng cho tốt là được. Có điều, việc điều dưỡng này có thể cần đến rất nhiều dược liệu quý báu, cái này. Cửu công chúa lạnh lùng lên tiếng, lão gia tử thưởng cho ta không ít đồ, lấy cả ra cho hắn dùng đi. Tiểu y nhìn thoáng qua cửu công chúa, còn thừa lại không nhiều lắm, đều là chuẩn bị cho điện hạ dùng lúc nguy cấp. Dùng cho hắn. Cửu công chúa quả quyết lên tiếng. Tiểu y không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Cửu công chúa liếc nhìn Diệp Huyên nằm trên giường một cái rồi ra khỏi doanh trướng. Bên ngoài, nàng ấy mở tay ra, cuốn võ ký thượng phẩm cấp địa đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Thực ra cuốn võ ký thượng phẩm cấp địa này quý giá như vậy là vì quyển trục trong võ ký được dùng một phương pháp đặc biệt để bảo tồn, nói một cách đơn giản, nó không thể phục chế, là độc bản. Nếu mang nó đi bán đấu giá, chắc chắn sẽ có vô số thế lực tranh nhau vì nó. Nhưng thiếu niên kia lại tiện tay trả lại cho mình như ném rác vậy. Mà giờ phút này, đương nhiên nàng ấy cũng hiểu mục đích thực sự của thiếu niên kia khi muốn đem cuốn võ ký thượng phẩm cấp địa đi khi còn ở trong phòng trúc. Hắn muốn một mình dẫn dụ truy binh, chứ không muốn nuốt riêng. Quả thật mình đã trách lầm hắn. Cửu công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyên trong doanh trướng, ánh mắt khá phức tạp. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên mới chậm rãi mở mắt. Đầu tiên hắn hơi ngơ ngẩn, sau đó thì ngồi bật dậy, nhận ra mình đang ngồi trong doanh trướng. Hắn lắc lắc đầu, chẳng mấy chốc đã nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Một lát sau, hắn cúi đầu xem thân thể mình. Lúc này vết thương của hắn đã được băng bó kỹ lưỡng. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn mở bàn tay ra, một thanh kiếm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Linh tiêu cùng linh u hợp thể. Hai thanh kiếm đã bị hắn sát nhập làm một. Hiện giờ thanh kiếm này đã không còn là linh kiếm nữa mà đạt tới mức minh kiếm rồi. Chỉ tiếc là hắn không thể cắn nuốt được thanh minh kiếm này, nếu không rất có thể sẽ đạt tới lăng không cảnh. Có điều, mặc dù không đạt được tới lăng không cảnh nhưng hắn lại có được một thanh minh kiếm. Kiếm được chia thành các cấp như tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ kiếm. Linh kiếm là khi kiếm có một tia linh khí, xem như đã thoát khỏi phàm kiếm thế tục. Minh kiếm có nghĩa là linh kiếm đã có một tia linh trí. Nếu nói linh kiếm là thai nhi mông lung thì minh kiếm chính là một đứa trẻ đã ra đời. Có sự khác nhau rất lớn về bản chất. Mà hiện giờ mặc dù Diệp Huyên chỉ là ngự khí cảnh nhưng có được thanh minh kiếm này, kể cả khi phải đối đầu với cường giả lăng không cảnh hắn cũng không cảm thấy áp lực chút nào. Diệp Huyên không nghĩ liên miên nữa. Hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay. Một mặt của thanh kiếm có màu xanh lam, còn mặt kia thì lại là màu đen. Hắn ngẫm nghĩ một lát, liền lên tiếng hỏi, bây giờ gọi ngươi là kiếm liên tú đi. Liên trong Diệp Liên, tú trong An Lan tú. Nói tới đây, hắn bắt đầu cười hì hì, hiển nhiên rất hài lòng với cái tên này. Đúng lúc này, cửu công chúa bưng hai cái chén lớn đi vào. Diệp Huyên vội vàng thu kiếm lại, nhìn sang cửu công chúa. Lúc này nàng ấy đã đổi lại bộ nhuyễn giáp màu bạc vô cùng hấp dẫn. Cửu công chúa ngồi đối diện Diệp Huyên, sau đó bưng một cái bát lớn đưa tới cho hắn. Diệp Huyên nhận lấy cái bát, đây là một bát thịt kho tàu thơm ngào ngạt, bên dưới lớp thịt là cơm trắng. Cửu công chúa lạnh lùng nói, trong quân doanh không được thoải mái lắm, tạm chấp nhận đi vậy. Nói xong, nàng ấy không hề ngại ngùn gì mà há miệng bắt đầu ăn. Diệp Huyên cũng cảm thấy đói, bèn bưng bát lên ăn cùng nàng.
Một lát sau, cựu công chúa đứng dậy nói, đêm nay theo ta tới Túy Tiên Lâu một chuyến. Tới Túy Tiên Lâu sao? Diệp Huyên không hiểu lắm. Chương 124, độc thân bằng thực lực. Cựu công chúa lạnh lùng mở lời, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Mà 3 ngày trước ta đã đặt quyển võ ký cấp địa kia ở Túy Tiên Lâu, để bọn họ bán đấu giá. Bọn họ đã tuyên truyền 3 ngày rồi, đêm nay sẽ bán. Diệp Huyên khẽ gật đầu nói, được. Cựu công chúa thoáng nhìn hắn, hỏi lại, không có suy nghĩ gì khác sao? Diệp Huyên sừng sốt hỏi, suy nghĩ gì? Cựu công chúa nhìn thẳng vào hắn, cuốn võ ký cấp địa kia là do ngươi dùng mạng đổi lấy, có thể nói nó là của ngươi, mà bây giờ ta lại lấy đi đấu giá, có phải trong lòng ngươi rất khó chịu không? Thì ra là chuyện này. Diệp Huyên cười nói, sao lại khó chịu? Cựu công chúa tròn mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên nghĩ nghĩ một lát, lại bổ sung, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau không phải là chuyện nên làm sao. Cựu công chúa nhìn hắn rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Khi nàng ấy xoay người, kim đao bên hông đột nhiên rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩn ra một lát rồi vô thức nhặt lên đưa tới trước mặt cựu công chúa. Cựu công chúa quay đầu lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi sờ vào rồi, ta không cần. Dứt lời, nàng ấy quay người đi thẳng ra khỏi doanh trướng. Diệp Huyên ngồi chết lặng tại chỗ, đậu xanh rau má. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới hồi phục tinh thần, nhìn thanh kim đao trong tay. Vừa nhìn hắn đã ngẩn tò te, bởi vì thanh kim đao này lại là một thanh linh khí, mà còn là linh khí cực phẩm nữa, còn tốt hơn cả kiếm linh tiêu lúc trước. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp cựu công chúa, hỏi lại, cô, thanh kim đao này của cô là cực phẩm đó, cô không cần thật à? Cựu công chúa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao bao nhiêu năm như vậy mà ngươi vẫn độc thân. Nói xong, nàng ấy quay người nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên. Phụt phụt. Đúng lúc này, có tiếng cười vang lên sau lưng hắn. Hắn quay lại, chỉ thấy một nữ tử mặc váy xanh lục, chính là người vừa chữa trị cho hắn, Tiểu Y. Cô là, Diệp Huyên hỏi. Lúc trước, khi Tiểu Y đến chữa trị thì hắn đang hôn mê nên không biết nàng. Tiểu Y mỉm cười nói, trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, vết thương trên người ngươi đều do ta băng bó đó. Nghe vậy Diệp Huyên vội vàng ôm quyền, đa tạ. Tiểu Y nhìn thoáng qua kim đao trong tay Diệp Huyên rồi nói, ngươi muốn trả thanh đao này cho điện hạ sao? Diệp Huyên gật đầu, thanh đao này rất chân quý, nàng ấy lại dùng đao. Không có đao này, có thể thực lực sẽ giảm sút rất nhiều. Tiểu Y đột nhiên che miệng nhỏ nhoẻn cười nói, ngươi đúng là độc thân nhờ vào thực lực mà. Nói xong, nàng ta cầm theo hòm thuốc quay lưng rời đi. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên về doanh trướng, lấy ra 2 viên linh thạch thượng phẩm bắt đầu hấp thu, mặc dù có ngoại vật chữa thương nhưng linh khí mới là dược phẩm chữa thương tốt nhất. Cứ như vậy, sau 2 canh giờ, bóng đêm dần buông xuống. Cựu công chúa đi tới doanh trướng của Diệp Huyên, không đúng, phải nói là nàng ấy quay về doanh trướng của mình. Lúc này cựu công chúa không mặc ngân giáp nữa mà mặc một bộ váy dài màu bạc bó sát người. Bộ váy rất đơn giản, gần như không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào, nhưng lại lộ ra một cố hương vị khác. Mái tóc chỉ dùng một sợi dây lụa màu trắng buộc lại sau gáy, khiến cho khí khái của nàng ấy lại càng thêm hào hùng. Mà sáng nhất vẫn là đôi mắt của nàng ấy. Đôi mắt không to tròn nhưng sắc bén như đao. Đây là một đôi mắt khiến cho người ta nhìn một lần là không quên được. Cựu công chúa bấm tay một cái, một bộ trường bào mới tinh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lên tiếng thay xong quần áo chúng ta sẽ đi. Dứt lời, nàng ấy đi ra khỏi doanh trướng. Một lát sau, Diệp Huyên rời doanh trướng. Cựu công chúa đang đứng bên ngoài vừa nhìn thấy hắn liền ngẩn ra. Lúc này Diệp Huyên mặc một thân áo gấm màu đen, dáng người hắn vốn cao lớn, bộ áo gấm đen này lại càng tôn lên thân hình cao gầy thẳng tắp của hắn. Cộng thêm ngũ quan hắn rõ ràng, trông vô cùng anh tuấn. Đặc biệt là cặp mắt kia, vừa bình tĩnh vừa kiên nghị, thêm mái tóc dài đen nhánh, có thể nói, Diệp Huyên quả thực là ngọc thụ lâm phong. Cựu công chúa đánh giá Diệp Huyên một chút, rồi gật đầu, rõ ràng có thể kiếm cơm bằng tướng mạo mà lại nhất định phải bỏ công ra tu luyện như thế. Đúng là... Diệp Huyên. Cựu công chúa xoay người đi ra xa xa. Đêm nay, ắt hẳn sẽ có rất nhiều thế lực lớn phái người đến. Nhưng cũng không biết sẽ bán được bao nhiêu. Diệp Huyên đi theo bên cạnh nàng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cựu công chúa lạnh nhạt nói, yên tâm.
Đây là địa bàn của Túy Tiên Lâu, có xảy ra vấn đề gì bọn họ cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ cần không phải người của Học viện Thương Mộc đến gây sự thì bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Mà chắc chắn Học viện Thương Mộc sẽ không vì một cuốn võ ký thượng phẩm cấp địa mà trở mặt với Túy Tiên Lâu. Diệp Huyên nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, trước đó ta theo cô đi dạo một vòng trong quân doanh cũng không thấy nữ tử tên A Ngư kia. Nàng ấy không ở trong quân của cô sao? A Ngư. Đương nhiên hắn vẫn còn nhớ nữ tử này. Cửu công chúa trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, thôi được, ngươi cũng không phải người ngoài. Sau khi A Ngư chia tay với ngươi không lâu thì đã được một ông cụ đón đi. Dứt lời, nàng ấy nhìn thoáng qua Diệp Huyên, yên tâm đi, với nàng ta, đây là một phúc duyên lớn bằng trời đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên nhẹ gật đầu, như vậy thì tốt. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh cửu công chúa. Y muốn tới gần, nàng ấy lại lạnh lùng lên tiếng, nói thẳng. Người áo đen kia liếc Diệp Huyên một cái rồi gật đầu, điện hạ, Đường Quốc và Ninh Quốc cũng phái người tới tham gia buổi đấu giá lần này. Nghe vậy, sắc mặt cửu công chúa lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như đao. Một lát sau, nàng nhìn sang Diệp Huyên, cười ha hả, chuẩn bị chút đi, đêm nay chúng ta sẽ làm một vố lớn. Diệp Huyên. Chương 125, Khương Cửu. Diệp Huyên không nhịn được mà thoáng liếc cửu công chúa một cái. Hắn đã từng giết vô số người, bởi vì khi ở Thanh Thành, nếu hắn không giết người thì người khác sẽ giết hắn. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, so với cửu công chúa đây, những kẻ hắn đã từng giết chẳng là cái thá gì. Nhưng cũng phải thôi, dù sao nàng ấy cũng là thống soái một quân, khi nàng ấy giết người không phải chỉ là một hay hai mà là cả một đám người. Đúng lúc này, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cửu công chúa đột nhiên lắc đầu, không được, ngươi không thể bị cuốn vào trận tranh đấu này. Nói xong, nàng ấy đi về phía xa xa. Diệp Huyên đi theo, nếu cô cần hỗ trợ. Cửu công chúa ngắt lời hắn, Đường Quốc, Ninh Quốc, còn cả một số thế lực khác nữa, bọn họ là nhằm vào ta. Ta có quân đội bảo vệ, có toàn bộ tinh anh đại nội Khương Quốc bảo vệ, nhưng ngươi không có. Cho nên, ngươi không thể tham dự vào. Được rồi, quyết định vậy đi. Diệp Huyên. Một lát sau, cửu công chúa và Diệp Huyên đi tới Túy Tiên Lâu. Mặc dù cả Lưỡng Giới Thành đều nghèo nát nhưng Túy Tiên Lâu vẫn lộng lẫy vàng son, vô cùng to lớn, nằm giữa Lưỡng Giới Thành thực sự không hợp mắt. Hai người vừa đi vào, một nữ tử có khuôn mặt thanh tú liền bước tới đón. Nàng ta thi lễ với cửu công chúa, phòng bao của ngài đã được chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Xin mời đi theo Thảo Dân. Nói xong, nàng ta đưa tay mời rồi đi trước dẫn đường. Cửu công chúa cùng Diệp Huyên đi theo sau. Chỉ chốc lát sau hai người đã tới một gian phòng bao xa hoa. Trong phòng trang trí rất hoa lệ, mặt đất trải một lớp thảm da thú thật dày, phía trước là một chiếc bàn thủy tinh, sau bàn là một khối thủy tinh trong suốt. Nữ tử kia khẽ thi lễ với cửu công chúa, điện hạ, còn nửa canh giờ nữa hội đấu giá mới chính thức bắt đầu, kính xin điện hạ chờ cho một lát. Nói xong, nàng ta lui ra ngoài, chẳng mấy chốc đã có hai nữ tử bưng nước trà và hoa quả, điểm tâm vào phòng bao. Cửu công chúa nhìn thoáng qua hai nữ tử kia, ra lệnh đi xuống đi. Hai người khẽ thi lễ rồi đi ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn lại cửu công chúa và Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cửu công chúa, nói cửu công chúa, chúng ta. Khương Cửu. Cửu công chúa đột ngột lên tiếng, ngươi cũng có thể gọi ta là tiểu cửu giống tiểu an. Tiểu cửu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức nói tiểu cửu. Trong động phủ kiếm chủ chúng ta đã lấy được một môn võ ký thượng phẩm cấp địa, chẳng lẽ đám đại lão kia thật sự trơ mắt nhìn môn võ ký thượng phẩm cấp địa kia rơi vào tay chúng ta sao? Khương Cửu thoáng nhìn hắn, nói, ngươi đó, quá ngây thơ rồi. Diệp Huyên. Khương Cửu nhàn nhạt nói, những đại lão kia phí hết sức lực mới mở được tòa động phủ kiếm chủ này, ngươi cho rằng bọn họ không thu hoạch được gì sao? Ngươi cũng biết. Hiện giờ vị trí của động phủ kiếm chủ núi Lưỡng Giới đã không còn thuộc về Khương Quốc nữa. Vì sao? Diệp Huyên không hiểu. Khương Cửu trầm giọng nói, vì sao lúc trước vị kiếm chủ kia lại lựa chọn mở động phủ ở vị trí này? Bởi vì nơi đó có một tòa linh mạch thiên nhiên. Có linh mạch, chắc chắn sẽ có linh khoáng, mà tòa linh mạch kia chính là bảo bối vô giá. Nếu khai thác được nó thì sẽ đáng giá hơn môn võ ký cấp địa này không biết bao nhiêu lần. Bên trên để những người trẻ tuổi của các thế lực lớn tiến vào tìm bảo vật cũng chỉ giống như họ ăn thịt, cho người phía dưới hút chút nước canh, làm vậy tất cả mọi người đều vui vẻ.
Nói xong, nàng hơi trầm ngâm, rồi tiếp tục lên tiếng, theo lý mà nói, mỏ linh khoáng kia nằm trong cảnh nội Khương quốc thì lẽ ra phải là của chúng ta. Nhưng dù bọn họ có đưa cho Khương quốc thì chúng ta cũng không dám nhận. Lão gia tử cũng coi như thông minh, quả quyết đưa mảnh đất đó ra ngoài, sau đó đổi lấy một danh ngạch tham dự đoạt bảo, thực ra làm vậy đã rất khá rồi. Diệp Huyên lắc đầu bật cười. Quả nhiên mọi chuyện đúng như hắn sở liệu, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này, Khương Cửu lại nói, trên thế giới này có một vài trận tranh đấu diễn ra ngoài ánh sáng, ai cũng có thể thấy. Nhưng cũng có một vài trận lại chỉ diễn ra trong âm thầm, không ai thấy được, nhưng rất có thể nó lại chính là trận tranh đấu tàn khốc nhất. Tựa như lần này vậy, có lẽ ngươi không biết, không phải chỉ có mỗi ba vị cường giả thông u cảnh chết khi khai phá động phủ kiếm chủ, mà theo như tình báo ta nắm bắt được, lần này, có ít nhất 10 vị cường giả thông u cảnh đã vẫn lạc, thậm chí còn có cả cường giả mạnh hơn cũng ra mặt. Nói xong, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng lại nhìn sang Diệp Huyên, tiếp tục, ngươi đang ở học viện Thương Lan, đừng thấy nơi đó gần như sắp đóng cửa mà lầm. Lão đầu tử nhà các ngươi cũng không phải nhân vật đơn giản đâu, chỉ cần lão còn, học viện Thương Lan sẽ không đóng cửa. Mà lần này lão tìm mấy người các ngươi, hiển nhiên, lão im lặng nhiều năm vậy rồi giờ tất sẽ có hành động thôi. Nhưng chuyện này cũng là bình thường. Năm xưa, có thể nói học viện Thương Lan bị học viện Thương Mộc tàn sát tới gần như không còn ai, ngay cả hai đứa con trai, cháu trai của lão cũng chết thảm trong đó. Diệp Huyên thoáng nhìn Khương Cửu, hỏi lại, sao lại nói với ta nhiều như vậy? Khương Cửu hơi trầm ngâm một lát mới đáp, không muốn ngươi trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh của các thế lực này. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đột nhiên khối thủy tinh trong suốt trước mặt hắn sáng lên. Cảnh tượng xuất hiện trên vách thủy tinh là một sân khấu, phía trên sân khấu là một nữ tử váy đỏ có thân hình cực đẹp đang đứng, nàng ta khẽ thi lễ với bốn phía, xin chào chư vị, tại hạ là Tử Thanh, quản sự của Túy Tiên Lâu ở Lưỡng Giới Thành, ta cũng là người sẽ chủ trì hội đấu giá đêm nay. Dứt lời, nàng ta nhìn thoáng qua bốn phía, nhoẻn cười xinh đẹp, nói tiếp, tối nay chỉ đấu giá ba món đồ. Mặc dù ít nhưng nhất định sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Tử Thanh vừa dứt lời, liền có một nữ tử ôm một cái hộp tinh mỹ bước lên sân khấu. Nữ tử đặt cái hộp xuống bàn tròn trước mặt nữ tử váy đỏ rồi lui xuống. Tử Thanh mở hộp ra, trong đó là một viên đan dược màu xanh lục lớn bằng ngón tay cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.